Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 1151, Dương Sư lại xuất hiện một. Cái này, vệ sư, Diệp Vấn Thiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như là gặp quỷ vậy. Toàn thân ngô hội trưởng thì run run, giống như bị người ta nắm cổ, con mắt trợn trừng đến mức sắp lồi ra. Là, là điểm giao hội, hắn ném, dây tới điểm giao hội, hóa giải xung đột do ba cỗ lực lượng ngảng kháng mà tạo thành. Thanh tắc sơn, Long lân hà địa mạch ba điểm thăng bằng có thể nói căn bản khó mà tìm ra được. Thế nhưng một khi tìm ra, muốn cho nó duy trì cân bằng vẫn là chuyện rất dễ dàng. Chỉ là hắn đã từng nghĩ tới trận bàn, trận kỳ và đủ loại bảo vật lợi hại. Thế nhưng chỉ một cái giày đã có thể phá giải tình thế nguy hiểm như thế. Người này cũng quá mạnh a. À? Đây rốt cuộc là thủ đoạn và năng lực gì cơ chứ? Rốt cuộc tên này là ai? Trong lúc đang kinh ngạc không biết nên nói như thế nào thì chỉ thấy Hồng Sư và La Tuyền đang ở cách đó không xa, bờ môi run lên, trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Vãn bối Hồng Thiền, La Tuyền, bái kiến Dương Sư. Bóng người ở trên không trung vừa mới xuất hiện thì hai người đã nhận ra được, không phải là người khác mà chính là người đêm hôm đó đại triển thần uy. Chính là tuyệt thế cao nhân khiến cho hơn 10 thế lực viên minh thất bại tan tác trở về. Dương Huyền, vốn bọn họ cho rằng lần này ẽ khó may mắn thoát khỏi, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, trong thời điểm mấu chốt nhất Dương Sư lại xuất hiện, một lần hành động giải quyết khốn khó. Lúc này Dương huyền thân trên không trung, ngự phong mà đứng, khiến cho người ta có một loại cảm giác yên tĩnh, nhìn không thấu. Hắn là... đám người diệp vấn thiên, vệ sư quay đầu lại. Mắt thấy tai nạn sắp tới, kết quả bên dưới ao nước lại xuất hiện một bóng người, một cái giày đã hóa giải tình thế nguy hiểm trong lúc đang cảm thấy kỳ quái thì đã thấy đám người hồng thiền tôn trọng đối phương như thế cho nên toàn bộ mọi người cũng không nhịn được nhìn lại tình huống mà ai trong bọn hắn cũng không giải quyết được mà đối phương lại có thể nhẹ nhõm giải quyết cho dù người có ngu hơn nữa cũng biết người này không đơn giản vị này là lão sư của trương huyền dương sư là người mà mặc đường chủ danh sư đường của hồng viễn đế quốc nhìn thấy cũng phải tôn sưng một tiếng tiền bối hồng sư nuốt ngụm nước bọt nói audio điện tử võ tấn bền. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị dương sư này, thế nhưng áp lực mà đối phương tạo ra cho hắn vẫn cường đại như vậy. Nhất là phương diện linh hồn, giống như đối mặt với một ngọn núi lớn bất khả kháng vậy, khiến cho người ta không thể sinh ra nổi ý niệm phản kháng mảy may nào. Mạc đường chủ phải gọi là tiền bối, lão sư của trương sư, Còn người đám người vệ sư, diệp vấn thiên, ngô hội trưởng co rụt lại, khóe miệng đồng thời giật giật. Mạc đường chủ là danh sư lục tinh đỉnh phong, là siêu cấp cường giả chân chính đã tới thánh cấp. Loại người này mà cũng phải gọi một tiếng tiền bối, vị này. Phải mạnh bao nhiêu cơ chứ? Thi thể trương sư mới vừa bị bọn hắn bỏ qua, đã biến mất không còn sót lại một chút cặn bã nào. Lúc này lão sư người ta lại đến, chuyện này nên làm như thế nào đây? Sớm biết đối phương có một lão sư giữ dần như thế, coi như phải chịu nguy hiểm khiến cho tất cả đều chết ở chỗ này thì cũng phải trông chừng, không để cho thi thể mất tích ha hát. Diệp phấn Thiên, Ngô Tôn, Vệ Giang, Huyến Vũ, Đế Quốc Bái Kiến, Dương Sư. Càng nghĩ càng khẩn trương, ba người vội vàng không người. Nếu như đồ nhi trương huyền của ta có gì sai sót thì có thể chỉ trích và trách mắng. Ném hắn xuống rồi mặc kệ, tùy ý để hắn vào ao nước, có phải cá người cảm thấy. Phía sau hắn không có ai hay không. Hai tay chắp ra sau lưng, Dương sư lạnh lùng nhìn qua mọi người. Chúng ta không dám. Thấy đối phương thật sự vì chuyện này mà đến, toàn bộ mấy người giật nảy mình, đồng thời cũng rất là oan ức. Chúng ta thực sự muốn cứu học sinh ngươi a, thế nhưng trong lúc nhất thời không nhìn thấy, mà bản thân tên này bò vào ao nước, tình huống lúc ấy rất phức tạp, thực sự không có cách nào a há. Không dám là tốt rồi. Hừ một tiếng, Dương sư không tiếp tục để ý mọi người mà bàn tay chụp một chảo xuống phía dưới, một bóng người hôn mê từ trong ao chậm rãi nổi lên trên. Chính là Trương Huyền. Vị Dương sư này khẽ vươn tay đã tìm được Trương Huyền rơi vào trong ao nước, không biết đang nằm ở chỗ nào. Lăng không bắt lấy, không nhìn ra một chút lực lượng ba động mảy may nào. Đây chỉ sợ ngay cả thánh giả nhất trọng, cũng không làm được a. À. Diệp Phấn Thiên, vệ sư nhìn nhau, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, thân thể run lên. Động tác mới vừa rồi thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thân là cường giả hóa phàm bát trọng đỉnh phong, bọn họ lại biết độ khó bên trong như thế nào. Lăng không bắt lấy, bọn hắn cũng có thể làm được một chút. Thế nhưng khoảng cách cách nhau lớn tới mấy chục mét, từ bên trong hóa thanh chỉ hỗn tìm được một người, đồng thời còn khiến cho người ta không cảm thấy được một chút lực lượng ba động mảy may nào. Chuyện này cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được chỉ bằng chiêu này đã chứng minh khống chế lực lượng tuyệt đối xem như mạc cao viễn mạc sư của hồng viễn đế quốc cũng chưa hẳn đã có thể hoàn thành cao thủ tuyệt đối là cao thủ diệp phấn thiên vệ sư ngô hội trưởng nhìn nhau thân thể đều siết chặt có một chút danh sư rất bao che khuyết điểm bắt nạt học sinh của hắn chẳng khác nào là đánh vào mặt đối phương đối phương sẽ nổi giận xử trí mặc dù bọn hắn đều có địa vị cực cao ở huyến vũ đế quốc thế nhưng so sánh với người ở trên không trung này, cái gì cũng không tính. Là ta không có chiếu cố tốt trương sư, mong, dương sư trách phạt, cắn răng diệp vấn thiên một cái, tiến về phía trước một bước. Hóa thanh chỉ là thứ mà huyễn vũ đế quốc hoàng thất khống chế. Đối phương cũng là người mà bản thân mời mời tới, nếu như thực sự có chuyện gì không hay xảy ra, tất nhiên sẽ không được quan hệ với hắn thoát. Trách phạt, nếu như ta muốn trách phạt thì ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể đứng đó nói chuyện với ta được nữa không?" Dương sư lạnh hừ một tiếng. Chương 1152, Dương sư lại xuất hiện hai. Cổ tay vẫn ở sau lưng khẽ đảo, Trương Huyền đang hôn mê dừng lại ở trên không trung, lẳng lặng lơ lửng ở cách chỗ hắn không xa. Nhìn thấy chiêu này, mọi người càng sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu. Không dùng bàn tay tiếp xúc chỉ bằng vào lực lượng tán giật trong cơ thể đã khiến cho một người phi hành lơ lửng ở bên cạnh cái này thủ đoạn quả thực quá nghịch thiên hóa thanh trì tập hợp lực lượng thanh tắc sơn long lân hà địa mạch mà thành nếu không khống chế được sẽ rất dễ tạo thành cảnh sinh linh đồ thán thân là danh sư ta cũng không nguyện ý nhìn thấy cho nên tiện tay giải quyết giúp các ngươi một chút nhìn trương huyền một chút dường như phát hiện ra không có gì đáng ngại vẻ mặt dương sư khôi phục một chút sau đó hất ống tay áo lên. Chỉ là qua lần này, nguyên khí của hóa thanh chỉ tổn hao nhiều, tổng vòng 50 năm mới có thể khôi phục, thế nhưng... Sau khi ba cỗ lực lượng cân bằng, về sau không cần chỉ nhãn, cũng có thể tu luyện, hơn nữa cũng không cần phải chịu giới hạn 10 năm nữa. Không cần chỉ nhãn và giới hạn 10 năm. Nghe thấy 50 năm mới có thể khôi phục, Diệp Vấn Thiên có chút thất vọng. Thế nhưng sau khi nghe thấy câu không cần chỉ nhãn cũng có thể tu luyện, không phải chịu giới hạn 10 năm, ánh mắt hắn sáng lên, thiếu chút nữa đã hưng phấn nhảy dựng lên. Mặc dù hóa thanh chỉ có trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện, thế nhưng lực lượng trong đó thực sự quá mức cuồng bạo, chỉ có thể đợi trì nhãn xuất hiện thì mới có thể tu luyện, hơn nữa 10 năm cũng chỉ có 3 ngày. Một khi không có những giới hạn này, ao nước lớn như thế đủ để cho mấy trăm người đồng thời tu luyện, hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng. Có thể đoán ra được, sau 50 năm cao thủ của huyễn vũ đế quốc sẽ càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ trổ hết tài năng trong các đế quốc nhị đẳng. Mặc dù muốn vượt qua đế quốc nhất đẳng còn xa xa không đạt tới, thế nhưng tuyệt đối có thể làm cho cả quốc gia càng ngày càng hưng thịnh. Đa tạ dương sư, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, diệp phấn thiên thật tâm thật ý cảm kích đối phương. Trước đó nhìn thấy hóa thành chỉ xảy ra biến cố, hắn còn tưởng rằng huyễn vũ đế quốc sẽ diệt vong trong tay hắn. Hắn sẽ trở thành một tên hoàng đế tội đồ, thế nhưng dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới lão sư trương sư không đành lòng sinh linh đổ thán mà ra tay không chỉ giải quyết vấn đề mà còn khiến cho hóa thanh chỉ không có ràng buộc trước kia nữa có thể nói lần này không chỉ cứu vớt toàn bộ huyễn vũ đế quốc mà còn làm cho hắn có tiềm lực tiến lên đỉnh phong trong các đế quốc nhị đẳng ân và tái tạo thấy hắn quỳ xuống dương sư tùy ý khoát tay áo không nói thêm gì nữa mà bàn chân đạp mạnh chân đạp hư không, từng bước một đi đến nơi xa. Mà trương sư lơ lửng bên cạnh hắn cũng theo sát ở phía sau, như là phi hành vậy. Lập tức biến mất trong tầm mắt, mang theo một người phi hành. Thấy hai người đã biến mất, tất cả mọi người nuốt miệng một miếng nước bọt. Vừa rồi đám người Hồng Sư và Diệp Vấn Thiên nói chuyện cũng có không ít người không nghe thấy. Cũng không biết vị dương sư này đáng sợ thế nào, nhưng sau khi tận mắt thấy, ném một cái giày đã có thể giải quyết hóa thanh chỉ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lại còn mang theo một người phi hành rời đi trong lòng mọi người khiếp sợ tới tột đỉnh cho dù người có ngu ngốc hơn nữa thì giờ phút này cũng biết vị dương sư này là tồn tại đáng sợ đến bực nào hóa phàm bát trọng đạp hư cảnh mặc dù có thể chân đạp hư không phi hành trong giây lát thì cũng chỉ là thẳng từ trên xuống dưới mạnh hơn nhiều so với nhảy vọt lên trên mà thôi chỉ có chân chính đạt tới thánh giả Tới nhất trọng trục không cảnh thì mới có thể phi hành. Dù vậy, cũng chỉ là bản thân bay lượn ở trên bầu trời mà thôi, giống như trước mắt vị này, mang theo một người mà còn có thể muốn đi thì đi. Thực sự mạnh mẽ tới mức nào, khó có thể tưởng tượng ra được. Trương sư, lại có lão sư cường đại như vậy sao? Hình Viễn nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó hắn từng nghĩ, nếu thực sự không được thì tìm cơ hội để giáo huấn tiểu tử này một chút, để hắn đừng đi tìm phi nhi công chúa gây phiền phức bây giờ mới biết ý nghĩ này ngu xuẩn tới cỡ nào may mắn mà trước đó hắn không nhúc nhích nếu không đừng nói là hắn xem như cả gia tộc bọn hắn cũng không đủ để người ta đập một cái tranh lệch thực sự quá lớn lão tổ lợi hại nhất của bọn hắn mặc dù cũng có thể phi hành thế nhưng nếu nói mang một người muốn đi thì đi thì cũng không làm được về sau đối với trương sư phải kết giao thật tốt trong lòng âm thầm hạ quyết định lão sư của trương sư Ngọc Phi Nhi công chúa cũng mở to hai mắt ra nhìn. Khó trách Trương Huyền này cổ quái như vậy, chỉ là danh sư tứ tinh đã có thể làm cho nàng khi thắng khi bại, hóa ra là có lão sư cường đại như thế. Có người lợi hại như vậy bồi dưỡng, coi như nàng là thiên tri kiêu nữ thì cũng không phải là đối thủ. "A, à, coi như sư môn người mạnh mẽ thì ta cũng không có khả năng làm tì nữ của ngươi được. Ta còn muốn đánh cược với ngươi." Cắn răng, hai nắm tay nhỏ nhắn siết chặt đối phương có sư môn cường đại thì thế nào chứ? Ngọc Phi Nhi nàng cũng là kim chi ngọc diệp, ngoan ngoãn làm tỷ nữ đối phương sao? Nằm mơ, một có cơ hội, nàng vẫn muốn đánh cược thắng đối phương, tranh thủ để chuộc thân. Chỉ là, dường như lần này mình lại thua, lại phải đền thêm một vạn linh thạch, cảm giác. Quá đau lòng, quá tốt rồi. Thấy Dương Sư đích thân tới, cũng cứu Trương Sư đi. Hồng Sư, La Tuyền cũng đều thở ra một hơi lạc thất thất cũng bừng tỉnh đại ngộ trước đó nàng một mực kỳ quái vì sao vị trương sư này lại có luyện đan thuật cao minh như thế hóa ra có sư môn cường đại như thế luyện đan lợi hại cũng là chuyện dễ hiểu mặc dù nguy cơ của hóa thanh trì đã được giải trừ nhưng tình huống hiện tại cũng không thể tiếp tục tu luyện được nữa đưa tiến dương sư vô địch diệp vấn thiên nhìn về phía đám người lạc thất thất phi nhi công chúa rất là ái náy mời bọn họ chạy tới tu luyện chủ ý là lấy lòng, kết quả lại xém chút đã chết, quả thực là ngại ngùng. Đúng vậy a, à. mọi người khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía hóa thanh chỉ giống như là phế tích, khóe miệng mỗi một người đều co giật, đồng thời trong lòng nghi hoặc. Thứ đồ chơi này không phải luôn luôn rất ổn định hay sao? Làm sao lại đột nhiên, nổ vậy? chương 1153, Thanh Tắc Sơn 1 Mọi người buồn bực không dứt, mà Dương Sư khiến cho bọn hắn kính nể không thôi, mới vừa bay ra khỏi tầm mắt thì thân thể đã mềm nhũn. Siêu một cái đã từ không trung rơi xuống dưới. Phanh! Ngay sau đó một tiếng rên rỉ thống khổ vang vọng, dương sư khí độ bất phàm, dung mạo chậm rãi thay đổi, trở thành bộ dạng trương huyền. Người không biết phụ một tay sao, lại trơ mắt nhìn ta từ trên không trung ngã xuống. Che cái đầu bị ngã làm cho choáng váng, lại nhìn về phía phân thân ở bên cạnh, trương huyền tức giận đến mức sắp thổ huyết dương sư này tự nhiên là hắn ngụy trang, còn vị trương huyền kia thì là phân thân. Vừa rồi ở trong đáy hóa thanh trì, hắn lợi dụng chân khí của mọi người và địa tâm hỏa, thành công khiến cho thân thể tăng cường không ít, rốt cục cũng để cho hồn phách lớn gần 10 mét chui vào. Vừa mới làm xong tất cả thì lại phát hiện ra hóa thanh trì không thể kiên trì được nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Vì giữ mạng, hắn lập tức để thư viện dò xét một cái. Lúc này hắn mới hiểu được, là hắn và phân thân hấp thu hết linh khí trong nước hồ dẫn đến ba cỗ lực lượng mất đi cân bằng vì vậy mới náo động tạo ra động tĩnh lớn như vậy biết được những điểm này hắn lập tức cảm thấy ngại ngùng người ta hảo tâm để hắn tới tu luyện kết quả hắn vừa đến lại khiến cho ao nước bảo tạc quả thực không đủ phúc hậu nhưng nói thật quả thực không phải hắn cố ý muốn trách thì trách phân thân nếu không phải mặt hàng này không biết tốt xấu liều mạng hấp thu thì làm sao có thể dẫn đến linh khí khô kiệt, cân bằng bị đánh vỡ cơ chứ. Chỉ là bây giờ nói những chuyện này cũng là vô ích, nếu như chạy ra giải thích, sợ rằng sẽ khiến cho Diệp Vấn Thiên tức giận, dùng một bàn tay chụp chết hắn. Không có cách nào khác cho nên hắn mới để Dương Sư lần nữa đi ra. Vị, đại năng, này tự mình xuất hiện, đồng thời còn giúp đối phương giải quyết hết tai họa ngầm, cũng coi như đền bù việc làm hỏng hóa thanh trì của đối phương. Vì muốn làm cho mọi chuyện trở nên càng nghiêu bức và thật một chút. Hắn còn làm cho phân thân ngụy trang thành bản thân, giả dạng vẫn còn hôn mê như cũ. Cứ như vậy, khi trở về cũng thuận tiện giải thích, hoàn toàn có thể trốn tránh sạch sẽ. Cứ nói lão sư cứu hắn, đối với những chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả. Chắc hẳn mọi người đã tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng sẽ không tiếp tục truy cứu nữa hắn phi hành chính là vì dùng hồng trần đạp thiên bộ, chân khí hao hết sẽ từ trên không trung ngã xuống. Mà phân thân thì không giống, lực lượng chủ đạo là vu hồn, lại thêm cửu thiên liên thai thuộc về thần vật, cho nên bản thân đã có thể bay. Bởi vậy, hai người hợp tác với nhau, ngay cả loại danh sư ngũ tinh đỉnh phong như vệ sư cũng không nhìn ra được sơ hở. Mới vừa bay đến nơi đây, tiêu hao chân khí không sai biệt lắm, lại thêm linh hồn cùng thân thể đều mới vừa đột phá, không thể thích ứng, mắt tối sầm lại, trực tiếp rớt xuống. Vốn hắn cho rằng phân thân ở bên cạnh, bất kể nói thế nào cũng sẽ phụ một tay. Giúp hắn bình yên rơi xuống đất, kết quả, mặt hàng này lại không nhúc nhích, tùy ý quảng hắn xuống đất. Khiến cho hắn tức giận tới mức sắp nổ phổi. Mặc dù độ cao không phải quá cao, dùng lấy cường độ thân thể hiện tại của hắn cũng không quá nghiêm trọng, thế nhưng... Làm một cỗ phân thân, mà lại không phân yêu thay bản tôn, quả thực quá chơi người A ngươi có ý gì đây ngươi phải nhớ kỹ ngươi chính là phân thân khi bản tôn có khó khăn thì phải chủ động tiến lên đang định giáo dục tư tưởng thật tốt cho tên này cho hắn biết phân chia chủ thứ thì chỉ thấy mặt hàng này chậm rãi nhắm mắt lại vẻ mặt giống như muốn nói tự ngươi ngu xuẩn không liên quan gì tới ta vậy trương huyền thổ huyết nói ngươi không thể trơ mắt nhìn ta ngã xuống thì ngươi lại nhắm mắt lại sao ta lại tạo ra mặt hàng như ngươi vậy chứ phân thân của người khác đều cực kỳ hung mãnh, nhìn thấy bản tôn bị thương thì lập tức xông lại ra mặt. Mà cái tên này thì tốt, tùy ý để cho bản tôn rơi nửa chết nửa sống. Quả thực chính là một tên lừa gạt. Xem một chút xem thực lực tăng lên bao nhiêu rồi lại nói. Lười tiếp tục tức giận với tên này, Trương Huyền nhìn qua. Dưới địa tâm hỏa và linh khí tỷ trùng kích vào, thân thể hắn đã có tiến bộ cực lớn, mỗi một tế bào đều cứng rắn mềm dẻo, giống như là sắt thép cổ tay khẽ đảo, một quyền nện về phía trước. Âm âm, một gốc đại thủ cách đó mười mấy mét lắc lư một cái, lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn chừng nắm tay, tựa như đau cắt. Chỉ bằng vào thân thể đã mạnh như vậy sao? Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Một quyền này, hắn không dùng hồn lực, cũng không dùng chân khí, chỉ dựa vào nhục thể tiện tay đánh ra là bởi vì muốn nhìn một chút xem rốt cuộc có lực lượng lớn bao nhiêu. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ bằng quyền khi cũng đã tạo ra một lỗ thủng trên gốc đại thụ ngay cả ba người cũng khó mà ôm hết được đang ở cách đó mười mấy mét. Sức công kích như thế này, ngưng tụ như thế, chỉ sợ ngay cả cường giả hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh cũng khó mà làm được. Chỉ bằng vào thân thể, 200 vạn đỉnh. Siết chặt nắm tay, hai mắt Trương Huyền sáng rực lên. Vừa rồi hắn đã thử nghiệm lực lượng của thân thể, thế mà lại giống như chân khí cũng đạt tới 200 vạn đỉnh. Nói cách khác, coi như không dùng chân khí và hồn lực, chỉ bằng vào cơ bắp thì cũng có thể đánh nổ cường giả hợp linh cảnh sơ kỳ. Đáng sợ. Hồn lực thì sao chứ? Nhìn tình trạng thân thể xong, tinh thần khẽ động, hồn lực thôi động, bàn tay duỗi ra về phía trước. Âm âm. Một đỉnh núi nhỏ cách đó mấy chục mét bên ngoài, nổ thành cho bụi. Mặc dù vẫn là hợp linh cảnh đỉnh phong, lực lượng 320 vạn đỉnh, thế nhưng khí lực càng thêm kéo dài, có thể nói, vô cùng vô tận. Hai mắt hắn lần nữa sáng lên. Trường 1154, Thanh Tắc Sơn 2 Mặc dù kích cỡ hồn thể từ không sai biệt lắm với thân thể, cũng là 1m8 tăng trưởng tới gần 10m. Thế nhưng cường độ lực lượng đồng thời cũng không có gia tăng, vẫn là 320 vạn đỉnh như cũ. Thế nhưng, sức chịu đựng thì lại không giống nữa. Thật giống như một người bình thường dùng hết lực lượng, có thể dơ vật nặng 200 cân lên vậy. Thế nhưng cử động một lần đã là cực hạn, lần thứ hai, cần phải nghỉ ngơi một lúc mới có thể làm tiếp được. Trước đó có thể bộc phát ra 320 vạn đỉnh cũng chỉ là cực hạn, nói đúng ra, sức tấn công mạnh nhất sẽ lớn như thế. Công kích bình thường không thể nào mỗi một quyền đều có thể đạt tới mức độ đó được. Mà lúc này, hồn thể kéo dài đến 10 mét, mỗi một lần đều có đánh ra lực lượng 320 vạn đỉnh, tựa như động cơ vĩnh cửu, không biết mệt mỏi. Như vậy sẽ rất đáng sợ, mỗi một quyền đều đạt ốc tiêu 320 vạn đỉnh, mặc dù không phải rất cường đại. Thế nhưng nếu luôn duy trì như vậy, ngay cả kiều thiên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng có thể bị đánh chết. Thân thể 200 vạn đỉnh, chân khí 200 vạn đỉnh, hồn lực 320 vạn đỉnh, cộng lại đã vượt qua 700 vạn đỉnh, hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh đỉnh phong, cũng có thể chiến một trận. Hít sâu một hơi, Trương Huyền cảm thấy thân thể tràn ngập chiến ý hừng hực, như là kim cương bất bại. Chỉ là Trọc Thanh Cảnh đỉnh phong đã nắm giữ lực lượng mà ngay cả Kiều Thiên Cảnh đỉnh phong cũng không thể sánh ngang. Đổi lại là ai, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra suy nghĩ như vậy. Kiều Thiên Cảnh đỉnh phong nắm giữ lực lượng 640 vạn đỉnh. Đến đây, chúng ta đấu một quyền. Khẽ cười một tiếng, Trương Huyền nhìn về phía phân thân đang ở cách đó không xa. Lần trước bởi vì thân thể không được cho nên bị đối phương dùng một quyền đánh bay, thiếu chút nữa đã thổ huyết. Hiện tại tinh khí thần bao gồm cả hồn lực đều có đột phá mới, đối phương muốn chiến thắng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Có lẽ, còn có thể đả thương, cho phân thân một chút giáo huấn, để cho mặt hàng này rõ ràng phân chia chủ thứ. Ừm, phân thân xoay đầu lại, rũi ra một quyền. Những mày, ba cỗ lực lượng thể, hồn, khí của Trương Huyền ngưng lại rồi tập hợp một chỗ, trong chốc lát, lực lượng toàn thân đã đạt tới đỉnh phong nhất giờ phút này hắn cảm giác coi như là cường giả hóa phàm thất trọng sơ kỳ ở đây thì hắn cũng có thể dùng một quyền đấm chết. Oanh! Hai quyền va chạm. Ngươi! Kêu thảm một tiếng, phân thân đứng bất động tại chỗ, trương huyền thì bay thẳng về phía sau, sống lưng liên tục đụng gãy người mấy gốc đại thụ bay ra xa hơn mấy trăm mét. Lúc này mới dừng lại, lại phun ra từng ngụm máu tươi. Em gái ngươi a hát, có cần phải ác như vậy hay không? vốn hắn cho rằng lần này mình có tiến bộ lớn như thế, môn giáo huấn đối phương sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tranh lệch hình như lại càng lớn hơn. Hắn đã dùng hết toàn lực để đánh đối phương, kết quả ngay cả lông tơ của người ta cũng không có tổn thương mà hắn lại thiếu chút mất mạng. Không nên chơi người như thế chứ, suốt cuộc ngươi là phân thân, hay ta là phân thân vậy? Giấy dụa rồi đứng dậy, vẻ mặt Trương Huyền rất là u hoán nhục thể của ngươi còn chưa đủ mạnh không có cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ lực lượng của linh hồn trong lúc hắn đang cảm thấy khó chịu chỉ thấy phân thân đã đi tới hai tay chắp ra sau lưng trên mặt mang theo vẻ uy nghiêm không cho khiêu khích muốn vượt qua ta còn cần ma luyện nhiều hơn đương nhiên nếu như bái ta làm thầy ta có thể dạy ngươi cút trước mắt tối sầm lại trương huyền đạp ra một gước trực tiếp thu tên này vào giới chỉ một phân thân không ngờ lại trang bước muốn làm lão sư của bản tôn cũng không có phân thân nào như thế nếu ngươi có thể như vậy sao không lên trời đi mặc dù tên này rất đáng giận thế nhưng nói cũng không sai thu phân thân lại lông mày trương huyền lần nữa nhíu lại phân thân là một bản thân khác mặc dù có đôi khi nói chuyện không đáng tin cậy làm việc không theo khuôn sáo thế nhưng trên thực tế vừa rồi nói thân thể hắn không đủ cường đại không có cách nào phát huy ra toàn bộ hồn lực chuyện này cũng là thật trải qua địa tâm hỏa và linh trì trợ giúp thân thể có rất tiến bộ rất nhanh thế nhưng thời gian rèn luyện quá ngắn chỉ khiến cho linh hồn khổng lồ có thể chui vào mà thôi muốn hoàn toàn thích ứng phát huy ra toàn bộ lực lượng rõ ràng vẫn còn không đủ linh hồn không xứng đôi với thân thể sẽ không khống chế được lực lượng chính xác như vừa rồi linh hồn quá mạnh thân thể không đủ coi như cả hai hợp nhất nếu muốn nắm giữ lực lượng giống như trước đây, như vậy trong thời gian ngắn rất khó có thể làm được. Rất giống như người lớn chiếm cứ thân thể trẻ con vậy, rất dễ dàng xuất hiện cục diện có lòng mà lực chưa đủ, thậm chí đối với khí lực của bản thân cũng không có cách nào triệt để khống chế được. Tình huống của hắn hiện tại chính là loại này, thân thể có được linh hồn to lớn như vậy. Thế nhưng nếu so sánh qua vẫn hơi có vẻ yếu kém, khống chế đối với thân thể cũng không có chính xác như trước đó lúc trước ở trong nhà lục trầm đại sư khi hắn mới vừa tu luyện thiên đạo kim thân cũng đã xuất hiện qua tình huống tương tự khi đó rõ ràng là cảm giác không dùng lực thế nhưng trên thực tế lực lượng dùng lại rất lớn lần này lại có chút không có quy luật có đôi khi hắn cảm thấy dùng sức rất lớn thế nhưng trên thực tế lại rất nhỏ có đôi khi cảm thấy rất nhỏ trên thực tế lại rất lớn để xem còn cần tiếp tục gia tăng lực lượng thân thể nữa hay không hai tay hắn xoa xoa mi tâm. Trước đó hắn vội vàng rèn luyện nhục thể, rất rõ ràng còn chưa đủ. Cho nên nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp lần nữa gia tăng lực lượng thân thể, nếu không. Lúc thì lực lượng lớn, lúc thì lực lượng nhỏ, không cẩn thận người khác còn cho là người bị bệnh tâm thần. Không được thì đi về hỏi Diệp Vấn Thiên Bệ Hạ, tìm kiếm công pháp tu luyện thân thể, ngưng tụ thiên đạo kim thân đệ tam trọng. Chỉ cần ngưng tụ thành công, như vậy nhất định lực lượng thân thể sẽ tăng lên trên diện rộng chỉ cần có đầy đủ phương pháp tu luyện thân thể, như vậy thư viện sẽ có thể hình thành thiên đạo kim thân, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện. Đây là đâu? Sau khi nghĩ xong, cũng không quản nhiều nữa thì lúc này hắn mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhìn thoáng qua, không nhịn được sướng sờ. Đây là Thanh Tắc Sơn. Trước đó vì không để cho đám người Diệp Vấn Thiên nhìn thấy bản thân rời khỏi cho nên hắn đã bay thật nhanh, cũng không biết đi bao xa chỉ làm không nghĩ tới nơi này đã cách xa huyến vũ đế đô, đến chỗ sâu trong thanh tắc sơn. chương 1155, Động Tâm 1 Núi non trùng điệp, cây cối nguyên thủy, vô số hoa cỏ không biết tên tản mát ra mùi thơm ngát. Mặc dù đã đến mùa đông, thế nhưng linh khí ở nơi này đầy đủ, vẫn có vẻ sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc giạt rào như cũ. Thanh tắc sơn này quả thực là bảo điệt tu luyện. Nhìn một vòng, Trương Huyền nhịn không được tán thưởng một câu có thể trở thành đế quốc nhị đẳng, áp đảo phía trên rất nhiều vương quốc. Danh sư đường là một nhân tố lớn, mà càng quan trọng hơn lại là địa linh nhân kiệt. Bất kể thanh tắc sơn hay là long lân hà đều ôn dưỡng linh khí, tiến vào bên trong sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác tâm thần thanh thản, tu luyện cũng sẽ càng thêm mau lẹ. Về trước đi, đang điều chỉnh một hồi, khôi phục thương thế từ không trung rất xuống, đang định một lần nữa trở lại đế đô thì lại đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng soàn xoạt sau đó hắn lập tức nhìn thấy một đầu hùng lân hổ to lớn, gión rén đi thẳng về phía trước. cái gì? trương huyền sướng sờ hùng lân hổ là linh thú khoảng chừng hóa phàm ngũ trọng, hung mãnh cực kỳ, có thể nói ở trong rừng nó cấp bậc gần như bá chủ. dù là cường giả hóa phàm lục trọng sơ kỳ tới chiến đấu cũng rất khó chiến thắng. thứ này đi săn luôn luôn quang minh chính đại, không có che giấu, làm sao hiện tại lại lén lén lút lút, giống như linh thú loại hổ yêu vậy chứ? quan trọng nhất là, hắn cũng đã nhìn thấy đối phương, dùng năng lực của đối phương, chuyện nhìn thấy bản thân rất là bình thường, thế mà lại không thèm để ý, trực tiếp đi, khiến cho người ta không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Nhìn xem tên này làm cái gì? Trong nháy mắt, trong lòng có chút hiếu kỳ, thân thể hắn nhảy lên, rơi vào trên một nhánh cây, đuổi theo phương hướng hùng lân hổ tiến lên. Rất nhanh, hắn đã lần nữa nhìn thấy ra hỏa này, đối phương đang dán thân thể lên trên đất, mang theo vẻ mặt cảnh giác chậm rãi tiến lên. Siêu siêu, cách nó không xa là một đầu linh thú thương sư to lớn. Linh thú thương sư giống như hùng lân hổ, cũng là linh thú khoảng trừng hóa phàm ngũ trọng, thực lực tương xứng. Bởi vì con mồi không kém nhiều, luôn luôn đối địch cho nên thường xung khắc như nước với lửa. Xem ra là xuất hiện thiên địch, hai gia hỏa này đều muốn đánh lén đối phương. Trương Huyền cười cười. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì, hóa ra là hai bên riêng đều phát hiện ra sự tồn tại của thiên địch muốn muốn thừa cơ đánh lén vừa vặn xem hai gia hỏa này công kích thế nào không cẩn thận còn có thể nhìn ra một chút kỹ xảo sáng chế ra một hai môn võ kỹ thấy cảnh này trương huyền cũng không vội vã rời đi dù sao người người đều biết hắn bị lão sư mang đi cũng không cần trở về gấp như vậy hồ sư vật lộn lợi hại như thế nếu nhìn kỹ có lẽ có thể sáng chế ra một hai bộ võ kỹ trong lịch sử không ít người tới quan sát linh thú chiến đấu từ đó sáng chế ra tuyệt chiêu ngồi xổm ở trên trà cây hùng lân hổ và linh thú thương sư chậm rãi đến gần nhau rất nhanh đã vòng qua chướng ngại bụi cây đều mình thấy đối phương siêu vốn cho rằng hắn lập tức có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu kết quả hai gia hỏa này cũng không đánh nhau như trong tưởng tượng mà đều khẽ gật đầu song song đi thẳng về phía trước cái này trương huyền nháy mắt Tương hổ là thiên địch của nhau, từ lúc nào biến thành bạn tốt cơ chứ? Hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như đang liên thủ đối phó với thứ gì đó. Trương Huyền rất là hiếu kỳ, lại lặng lẽ đuổi theo. Đi không được bao xa thì đã lần nữa nghe thấy một trận tiếng gió rít gào trên không trung, một đầu linh thú phi hành to lớn từ không trung đi tới. Linh thú phi hành hóa phàm ngũ trọng, long ưng thú. Hắn trợn mắt, ra hỏa này cũng tiếng tam lừng lẫy, được coi là bá chủ trên bầu trời trong các linh thú hóa phàm ngũ trọng, hung mãnh cực kỳ, một đôi móng vuốt như sắt thép khiến cho ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm cũng có thể bị xé rách. Yêu thần trước đó dù ném tới đây, có ba đầu thì cũng không phải là đối thủ của chúng. Chẳng lẽ, thứ mà hai đầu linh thú kia muốn đối phó chính là đầu linh thú có thể bay này hay sao? Không thể nào, bá chủ mặt đất và bá chủ bầu trời luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, lại nói, người ta đánh không lại có thể bay, người không thể bay thì làm sao công kích đây chứ? Giống như đối tượng mà lão hổ đi săn vậy, bình thường đều là con thỏ, hươu, rất ít khi gặp phải chuyện đi săn chim sẻ, diều hâu. Cả hai loại hình khác nhau, không cần thiết phải chiến đấu. Xoạt! Trong lúc hắn đang kỳ quái, chỉ thấy long ưng thú đã đáp xuống trước mặt hai đại linh thú, cũng giống như trước đó, cũng nhẹ gật đầu. Ba đại gia hỏa, lặng lẽ không một tiếng động tiếp tục đi về phía trước bọn chúng cũng liên hợp trương huyền càng xem càng kinh ngạc tử địch trong rừng núi liên hợp lại vốn đã là chuyện kỳ quái hiện tại lại tăng thêm một đầu bá chủ phi hành rốt cuộc bọn chúng đang làm gì chứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho bọn chúng vứt bỏ hiềm khích trước đó tương hỗ là bằng hữu si, 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 tiếp tục đi theo lại đi không xa thì một đầu mãng xa to lớn một đầu cự viên hung mãnh một đầu linh thú bay lượn nhao nhao đi tới rất nhanh đã hội tụ được hơn 30 gia hỏa. Những linh thú này đều có thực lực hóa phàm ngũ trọng, mỗi một đầu đều có thực lực khiến cho hắn chùn bước. Thoáng cái có nhiều như vậy, dù là người gan lớn cũng cảm thấy da đầu run lên, không biết nên làm như thế nào cho phải. Rơi vào trong đó, nhất định sẽ khó mà đào thoát. Lặng lẽ ẩn giấu ở phía sau, sợ phát ra tiếng động, trong lòng bàn tay Trương Huyền đổ đầy mồ hôi. Nhiều linh thú hung mãnh như vậy, xem như hắn nếu như bị vây ở trong, muốn đào thoát cũng rất khó khăn. Bay, bò, chạy, cần thứ gì có thứ đó. Mỗi một đầu đều có thực lực mạnh mẽ, ngay cả hóa phàm ngũ trọng đỉnh phong cũng khó mà chống lại. Lúc này lại chất thành một đống, đừng nói là hóa phàm lục trọng, chỉ sợ ngay cả cường giả thất trọng bị nhốt vào cũng chỉ có một con đường chết. Suốt cuộc là đồ vật gì có thể khiến cho nhiều linh thú hội tụ vào một chỗ, liên thủ đối phó như vậy chứ? chương 1156, Động Tâm 2. Càng nguy hiểm thì càng khiến cho hắn hiếu kỳ. Khiến cho nhiều linh thú chủng loại khác biệt, thậm chí còn có rất nhiều gia hỏa đều là thiên địch, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, tập hợp lại cùng nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bảo tàng gì đó sao? Trong lòng khẽ động, tâm tư lập tức trở nên hừng hực. Nghe nói thiên tài địa bảo xuất thế sẽ hấp dẫn vô số linh thú, thậm chí còn tạo ra thú triều, làm cho nhiều đại gia hỏa như vậy chất thành một đống, có phải là một loại bảo vật lợi hại nào đó sắp xuất hiện hay không? Không đúng, nếu như là thiên tài địa bảo, có lẽ phải là cướp đoạt, đánh trước hừng hực khí thế mới đúng chứ. Rất nhanh hắn đã phủ định ý nghĩ này. Thiên tài địa bảo, ai cũng muốn bản thân mình lấy được, nếu thật sự là thứ này xuất thế, tuyệt đối không phải là liên hợp, ăn ý như vậy, mà là đã sớm đánh tới mức ngươi chết ta sống mặc kệ làm gì trước tiên xem chuyện gì xảy ra một chút trước nếu như hắn đã phát hiện đương nhiên phải hiểu rõ ngọn ngành trương huyền lặng lẽ đi theo rầm rầm trong lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái trong bụi cây phía trước lần nữa phát ra tiếng vang lại một đám bóng đen xuất hiện cái này nhìn thấy đám bóng đen này trương huyền mở to hai mắt ra nhìn trước đó trên đường đi tới là một đống linh thú mà lúc này lại là người tổng cộng có 7 tám người đều giống như linh thú, đều đạt đến cảnh giới hóa phàm ngũ trọng. Hai hàng lông mày mang theo màu đỏ tươi, vừa nhìn đã biết, trên tay dính đầy máu tươi. Là, người săn thú. Trong đầu xuất hiện một cái tên, Trương Huyền cảm thấy như sắp phát điên. Gia thú, xương cốt và nội đan của linh thú đối với người tu luyện đều là bảo vật hiếm có. Có thị trường thì sẽ có người chuyên môn tham gia hành động này. Một số người vì kiếm lấy lợi ích mà truy tung chém giết linh thú, chuyên môn săn bắt và bán ra những vật này, cho nên cũng tạo thành loại chức nghiệp kỳ quái, thợ săn chức nghiệp, thợ săn thuộc về một loại nghề nghiệp, lại không phải là chức nghiệp đặc thù, không giống người nuôi dưỡng dược liệu, không được danh sư đường thừa nhận, cũng không phải bởi vì bọn họ tàn nhẫn, mà là truyền thừa chưa hoàn chỉnh. rất nhiều con người vì cuộc sống bức bách mà sẽ trở thành thợ săn, cũng có vô số người bị linh thú giết, bị nuốt trứng tại chỗ, từ đó truyền thừa đoạn tuyệt tỷ lệ tử vong thực sự quá cao rất nhiều kinh nghiệm cũng không có lưu truyền tới nay bởi vậy thợ săn không có tổ chức cố định cũng không có công hội đương nhiên cũng không thể gọi là chức nghiệp đặc thù loại người này bởi vì số lượng không ít cho nên trương huyền cũng đã thấy qua ở bên trên thư tịch chỉ là không nghĩ tới bọn chúng lại ở cùng một chỗ với nhiều linh thú như vậy nói thế nào đi chăng nữa thì thợ săn và linh thú đều là tử địch thế mà cũng ở cùng một chỗ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thợ săn đi tới trước mặt rất nhiều linh thú lại giống như đám linh thú trước đó, khẽ gật đầu, lần nữa đồng loạt đi về phía trước. Vốn là một trận đại chiến giữa một đám linh thú và thợ săn, lúc này lại hài hòa như lão bằng hiếu, khiến cho người ta có cảm giác như hòa thượng sờ đầu mãi không thấy tóc. Thấy đội ngũ của đối phương càng lúc càng lớn, vì đề phòng bị phát hiện ra, Trương Huyền đành phải mượn hồng trần đạp thiên bộ phi hành trong đám cảnh lá um tùm, lại đi tới một lúc một cái thác nước xuất hiện ở trước mắt từ trên cao chảy xuống nước thanh âm vang vọng khắp nơi hơi nước bay lên tản ra bốn phương tám hướng khiến cho bốn phía xanh biêng biếc hiện tại là mùa đông nơi này làm sao lại có màu xanh nhạt như thế trương huyền dấp táp kỳ quái mặc dù thanh tắc sơn bởi vì linh khí đầy đủ cho nên hoa cỏ cây cối không tàn lụi giống địa phương khác thế nhưng dù sao cũng đang là mùa đông Bên trong màu xanh lục mang theo một chút nặng nề. Mà nơi trước mắt này, lại là màu xanh tươi, như là mùa xuân đến, khiến cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ, thác nước này có gì đó cổ quái hay sao? Dầm dầm, phía dưới thác nước là một cái đầm lớn, tiếng nước vang vọng, một đầu linh thú lông xù màu trắng vẫy vùng ở bên trong. Đầu linh thú này chỉ lớn bằng quả dưa hấu, cặp mắt linh động đáng yêu. Là, tuyết hồ. Hơn nữa, hẳn là vừa mới ra đời không lâu. Trương Huyền lập tức nhận ra được, Tuyết Hồ là một loại linh thú, rất là thưa thớt, không có lực công kích gì. Thế nhưng nội đan lại hết sức chân quý, nghe nói ẩn chứa lực lượng đặc thù, có thể khiến cho người tu luyện và linh thú vô điều kiện tấn thăng lên một cấp bậc lớn. Đây cũng không phải đơn giản như từ sơ kỳ đến trung kỳ, hoặc là từ trung kỳ đến hậu kỳ, mà là cấp bậc lớn. Nói cách khác, có thể khiến cho người ta từ chọc thanh cảnh trực tiếp đạt tới hợp linh cảnh. Tuyệt đối là thiên tài địa bảo cấp bậc nghịch thiên. Chỉ là, chỉ là một đầu tuyết hồ nho nhỏ, không đến mức khiến cho nhiều đại gia hỏa liên thủ vây công như vậy a. À. Đúng là tuyết hồ rất chân quý, thế nhưng lực công kích không mạnh. Đám linh thú như hùng lân hổ, thương sư, bất kỳ một đầu nào cũng có thể tùy tiện xé rách nó. Thế nhưng lúc này lại có một đám tới, rốt cuộc là sao chứ? Hơn nữa, đây là một đầu tuyết hồ nhỏ vừa ra đời không lâu, không cần thiết phải khiến cho những đại gia hỏa này cảnh báo kính sợ như thế chứ. Không đúng, thứ mà bọn hắn muốn đối phó chính là. Trong lòng nghi hoặc, con mắt theo ánh mắt của rất nhiều linh thú, thợ săn tập trung về một phương hướng. Vừa xem xét qua, hắn không nhịn được sướng sờ. Ở bên trên bờ cạnh cái đầm có một bóng hình áo trắng xinh đẹp xuất hiện, yên tĩnh đứng trong núi non, hoa cỏ, giống như là một bức tranh tĩnh mịch. Quá yên tĩnh, không thấy được, dùng cường độ linh hồn của hắn, không ngờ ngay cả một điểm cũng không có cảm thấy được. Nhìn sang, hắn trùng hợp nhìn thấy bóng hình áo trắng xinh đẹp đang xoay đầu lại, dung mạo xinh đẹp giống như hòa hợp với tự nhiên. Chỉ nhìn thoáng qua, chẳng biết tại sao Trương Huyền lại cảm thấy trái tim đột nhiên khẽ động. Tâm cảnh không hề bận tâm từ lúc hắn đi tới thế giới này, soạt một cái lập tức mở ra. Trương 1157, Cứu Người một Trương Huyền đã gặp không ít mỹ nữ, thầm bích như mạc vũ triệu phi vũ ngọc phi nhi lạc thất thất hai học sinh như vương dính và triệu nhã của hắn cũng không kém bao nhiêu thậm chí còn có tài năng xuất chúng bên trong những mỹ nữ này không thiếu người có hảo cảm đối với hắn cũng có một ít người nói thẳng nội tâm rộng mở nguyện ý đi cùng hắn nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề bị lay động cũng không phải hắn không có tình cảm không thích mỹ nữ mà là không hề động tâm tâm bất động không muốn đi gây phiền toái, tăng thêm trong lòng lại có phiền não. vốn hắn cho rằng có thể là bởi vì trong đầu mang theo thiên đạo thư viện cũng có sự vô tình của thiên đạo. thế nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ nhìn thân ảnh áo trắng này một cái thì trái tim không nhịn được phải nhảy lên một cái. hình như trong cơ thể đối phương có đồ vật gì đó hấp dẫn hắn, khiến cho hắn không kìm lòng được muốn qua đó. dung mạo của đối phương rất đẹp, thậm chí triệu nhã đứng ở bên cạnh nàng cũng không bằng một phần vạt nhưng tâm cảnh của hắn cũng đã tu luyện đến mức nhất định. Không phải là người vừa nhìn thấy mỹ nữ sẽ suy nghĩ lung tung. Thế nhưng chẳng biết tại sao, người này lại khiến cho hắn thoạt nhìn rất là thân thiết. Giống như trước kia đã thấy qua vậy. Không thể để cho nàng có chuyện xảy ra. Trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ như vậy. Trung quanh có linh thú hóa phàm ngũ trọng đi đến, ước chừng hơn 30 đầu. Mà đám thợ săn cũng có 7, 8 người. Nếu quả thật muốn lặng lẽ vây công, như vậy nhất định thân ảnh áo trắng này sẽ xong quyền nan địch tứ thủ không ngăn cản nổi cứu nàng chẳng biết tại sao khi trong đầu xuất hiện suy nghĩ này hắn lại kiên định lạ thường hắn không muốn nhìn thấy thân ảnh này bị nhiều linh thú như vậy tàn sát trực tiếp tiến lên cứu người như vậy nhất định cũng sẽ rơi vào vòng vây đến lúc đó ngay cả mình cũng sẽ bị vây vào bên trong mặc dù muốn cứu người nhưng cũng không thể lỗ mãng như thế nhiều linh thú lợi hại như vậy tầng tầng lớp lớp vây quanh, coi như hắn có thể phi hành thì nhất định khó mà đào thoát được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Như vậy đi, tiếp tục ngụy trang thành dương sư, để xem có thể dọa lùi đám người kia hay không. Nghĩ một lát, phát hiện ra mình không có biện pháp gì tốt. Hắn cảm thấy tốt nhất vẫn nên dùng nghề cũ của bản thân. Lừa dối. Nếu như có thể làm cho đám người kia sợ hãi đến mức trực tiếp rời khỏi vậy thì là tốt nhất. Không thành công thì cũng chỉ có thể nghênh chiến. Cùng lắm thì đến lúc đó cũng kêu phân thân ra, cùng nhau chiến đấu, coi như đánh không lại, muốn chạy trốn cũng có thể làm được. Cứ làm như thế đi. Hắn cắn răng, cân nhắc suy nghĩ nhiều lần rồi lập tức đứng dậy, cơ bắp nhúc nhích, lần nữa biến thành bộ dáng của Dương Sư. Dầm dầm, bên này hắn với vừa chuẩn bị sẵn sàng thì đã thấy nhiều linh thú đã vây quanh phương tám hướng của đầm nước, trong mắt từng đầu tràn ngập tinh quang lấp lóe bất cứ lúc nào cũng sẽ xông về phía trước không còn kịp rồi lông mày nhướng lên trương huyền không còn quản gì khác hắn vừa tung người tức thì bay thẳng về phía bên kia hừ người còn đang ở trên không trung tiếng ngừ lạnh vang vọng giống như là long ngâm làm cho núi rừng ong ong rung động một tiếng gào thét này đã dùng tới linh hồn chi lực của hắn cộng thêm toàn bộ lực lượng chân khí khiến cho người ta có một loại cảm giác tràn trề không gì chống đỡ nổi hắn đã quen ngụy trang cao nhân, trên người tự mang khí chất, người ở trên không trung đã khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như thiên thần giáng lâm, hiển hách sinh phong. Rất nhiều linh thú và thợ săn đang chuẩn bị công kích nhìn thấy một người đạp trời mà đến, hiển nhiên cũng rất sững sờ, ngừng lại. Mặc dù trí tuệ của linh thú không đạt tới trình độ của nhân loại, nhưng cũng không ngốc. Thân ảnh trước mắt này lăng không hư độ, bay thẳng tới, thực lực rất mạnh, chỉ sợ không phải là tồn tại mà bọn chúng có thể chống lại siêu. Thấy đối phương không có mạnh mẽ xông lên, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đi mấy bước tới trước mặt thân ảnh áo trắng. Đứng ở đây, mặc kệ là cứu người hay là chạy trốn, cũng có thể bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Đi tới trước mặt nàng lại nhìn càng rõ ràng hơn, là một cô nương tuổi tác giống như hắn, vẻ mặt thản nhiên, hiển nhiên cũng không biết mình đã bị rất nhiều linh thú vây quanh. Bản tọa đi ngang qua nơi đây, thấy phong cảnh hợp nơi này lòng người, không muốn tăng thêm giết chóc các ngươi lui ra đi hai tay chắp ra sau lưng trương huyền nhìn quanh một vòng ngoài miệng nói xong hắn lặng lẽ truyền âm cho nữ tử kia qua lát nữa nghĩ biện pháp chạy trốn đi chung quanh đã tràn ngập linh thú ta hoài nghi bọn chúng có khả năng muốn gây bất lợi cho ngươi nói xong đồng thời cũng không nghe câu trả lời của đối phương hắn quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy vẻ mặt của nữ tử áo trắng lạnh nhạt nhìn qua dường như không nghe thấy hắn truyền âm vậy Chẳng lẽ, nàng không tin? Hắn nhướng mày. Đám đại gia hỏa kia đều lặng lẽ không tiếng động vây quanh, hiện tại lại ẩn giấu ở chung quanh. Cho nên có lẽ đối phương tạm thời không tin. Cũng khó trách, đối phương đang ở đây nghỉ ngơi, đột nhiên xuất hiện một người, còn truyền âm nói có đầy linh thú bao vây. Đổi lại là hắn cũng sẽ nghĩ có phải đối phương bị bệnh tâm thần hay không. Sao vậy, lời nói của bản tọa không có tác dụng hay sao? Biết giờ phút này giải thích quá nhiều thì thân phận cao nhân sẽ bị lộ ra, Trương Huyền nhướng mày, hất ống tay áo lên. Còn không lui xuống. Giống. Nghe thấy tiếng hét lớn của hắn, quả nhiên linh thú chung quanh có chút e ngại, trong đó có một đầu không nhịn được hô lên một tiếng đến, lộ ra dấu vết ở trong lùm cây. Một người đã lộ, dường như những linh thú và thợ săn khác cũng biết mình đã bị phát hiện, cho nên cũng không che giấu, cả đám nhao nhao lộ đầu ra. Dầm dầm hơn 30 đầu linh thú cấp bậc hóa phàm ngũ trọng, phối hợp với 7, 8 thợ săn cùng cấp bậc, khiến cho người ta có áp lực nồng đậm. Hiện tại đã tin rồi đúng không? Vừa rồi khi ta đi ngang qua đây, nhìn thấy có thể bọn chúng sẽ đối phó với ngươi và đầu tuyết hồ này. chương 1158, Cứu Người 2 Thấy đám gia hỏa này đã lộ ra dấu vết, trên đầu trương huyền đổ mồ hôi, tiếp tục truyền âm qua. Nhìn thấy nhiều linh thú vây quanh như vậy, Dường như nữ tử áo trắng cũng rất kinh ngạc, cũng hiểu rõ ý của hắn cho nên nàng khẽ gật đầu. Người không cần sợ, ta đã nhìn thấy thì tự nhiên sẽ không cho phép những linh thú này làm chuyện xấu. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đuổi chúng nó đi. Thấy đối phương đã hiểu, Trương Huyền tiếp tục truyền âm một câu. Khi lần nữa nhìn về phía chung quanh, lông mày nhướng lên. Các ngươi muốn bản tỏa ra tay thật sao? Âm âm. Giữa hai hàng lông mày có lực lượng linh hồn phát ra, quét ngang tại chỗ, khiến cho người ta có một loại cảm giác dồi rào và hùng vĩ. Thực lực của hắn không ra sao cả, thế nhưng nếu nói tới hồn lực, coi như hóa phàm bát trọng như Diệp Vấn Thiên cũng kém xa tít tắp. Lúc này phóng thích hồn lực ra, rất nhiều linh thú và thợ săn lập tức cảm thấy có một đạo uy áp nồng đậm. Quả thực cảm giác được vị trước mắt mình là một tuyệt thế cao nhân. Lạch cạch, một đầu linh thú phi hành cũng không khống chế được thân thể mình nữa mà từ trên không trung rất xuống vài đầu linh thú trên mặt đất cũng run lẩy bẩy dường như có chút không chống chọi được nhìn thấy đối phương như vậy mặc dù trương huyền khẩn trương thế nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra những linh thú này cũng không ngốc biết cường giả lợi hại giống trong lúc hắn đang cảm giác đối phương sẽ biết sợ sẽ trực tiếp thối lui thì lại nghe được một tiếng gào thét đầu hùng lân hổ mà hắn nhìn thấy đầu tiên lại rít lên một tiếng mãnh liệt ầm ầm nghe thấy tiếng gào thét đám linh thú trước đó có chút e ngại giống như tỉnh táo tinh thần lại, khi lần nữa nhìn qua, trong mắt lộ ra hung quang. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều linh thú vừa mới rồi còn bị dọa tới mức run rẩy kết quả sau khi tên này kêu to lại biến thành bộ dáng này, trương huyền biến sắc. Chẳng lẽ, đầu hùng lân hổ này đã nhận ra bản thân? Chính là bởi vì nhìn thấy ra hỏa này cho nên hắn mới cùng đi lên. Đối phương đi qua bên người hắn, tất nhiên sẽ biết thực lực của mình, nhưng mà người trước đó nó nhìn thấy chính là trương huyền mà bây giờ hắn lại ngụy trang thành dương sư làm sao có thể nhận ra được cơ chứ giống trong lúc hắn đang nghi ngờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chỉ thấy đầu hùng lân hổ này lần nữa điên cuồng hống một tiếng móng vuốt thô to chạm đất lăng không nhảy lên là người đầu tiên lao tới nguy rồi hắn tối sầm mặt lại dù là kẻ ngu hơn nữa cũng biết nhất định hắn đã để lộ một ít thứ xem ra ở trước mặt võ giả ngụy trang cao nhân còn có thể đi thông được, thế nhưng làm như vậy ở trước mặt linh thú, căn bản không được a. À. Loại sinh mạng này, mặc dù không có trí tuệ của nhân loại, thế nhưng lại có khứu giác và con mắt nhạy bén, có lẽ vừa rồi hắn ngụy trang có chút lỗ máng, bị đối phương nhìn ra chút gì đó. Cũng có khả năng, hiện tại linh hồn và thân thể của hắn cũng không phải quá phù hợp, không thể giống như trước đây, che giấu khí tức một cách hoàn mỹ. Không che giấu được khí tức, tự nhiên đối phương cũng rất dễ dàng nhìn ra vị cao nhân như hắn là đóng giả chỉ có thể động thủ mà thôi biết tên này xông lại chỉ có thể động thủ cũng không có biện pháp nào khác thân thể trương huyền nhoáng một cái đi tới trước mặt nữ tử áo trắng lại kéo bàn tay của nàng rồi nói chạy mau siêu còn chưa kịp đi thì hùng lân hổ đã đi tới trước mặt móng vuốt to lớn bỗng nhiên vạch một cái một đạo sóng khí giống như là lưỡi đao lan tràn ra khoảng cách mấy chục mét bổ thẳng xuống cánh tay của hắn. Đáng giận, không nghĩ tới đối phương lại tới nhanh như vậy, khuôn mặt Trương Huyền rất là khó coi. Thứ mạnh nhất của Hùng Lân Hổ chính là móng vuốt và lực lượng, coi như thân thể hắn đã trải qua hóa thanh trì rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn. Thế nhưng nếu chính diện ngạnh kháng, chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Buông nữ tử ra, cổ tay rung lên, băng vũ kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn chỉ vào không chung, nghênh đón công kích, hắn đối chiến với vô số người, thế nhưng chưa từng dùng qua vũ khí. Chỉ là tình cảnh bây giờ rất nguy cấp, cho nên cũng không quản được nhiều như vậy. Xoạt, trường kiếm lăng không chém ra một đạo kiếm khí, kiếm khí lập tức lan tràn ra khoảng cách mấy chục mét, tạo thành tình cảnh sóng khí va chạm với đối phương. Âm âm, một tiếng bạo tạc kịch liệt vang vọng, ở chỗ đó xuất hiện hai đạo vết rách to lớn, tất cả đều sâu chừng 7, 8 mét. Trương Huyền đứng tại chỗ, không động một chút nào. Mà Hùng Lân Hổ thì lui ra ngoài phía sau, trên người có thêm một đạo dấu vết màu trắng mờ. Mặc dù Hùng Lân Hổ có lực lượng hóa phàm ngũ trọng, lại xông lại, thanh thế kinh người. Thế nhưng so với người có lực lượng vượt qua cấp độ bản thân như Trương Huyền vẫn còn kém một đoạn. Dù vậy, cũng rất lợi hại. Đổi lại là hóa phàm ngũ trọng khác, chỉ bằng vào một kiếm này của Trương Huyền, chỉ sợ cũng đã bị chém thành hai khúc. Mà nó, chỉ để lại một dấu trắng mờ, lực phòng ngự rất mạnh có thể nói là kinh khủng. Hống hống hống, thấy hắn một kiếm mặc dù đánh bại hùng lân hổ, thế nhưng còn chưa có cường đại đến mức có thể chém giết chúng thú. Rất nhiều linh thú chung quanh dường như cũng biết đã chân tướng, đồng loạt gầm rú, đồng thời lao đến. Siêu siêu siêu, vài mũi tên cũng bắn qua, phóng thẳng tới mặt. Chính là những thợ săn kia. Những người này am hiểu công kích từ xa, bên trong mũi tên mang theo chân khí hùng hậu, còn chưa đến trước mặt đã khiến cho người ta cảm nhận được một loại sát ý lăng lệ con người co rụt lại ra đầu trương huyền như nổ tung trên trời có linh thú bay trên mặt đất có linh thú bò còn có thứ am hiểu phòng ngự am hiểu tấn công thậm chí còn có công kích từ xa nếu như để cho đám ra hỏa này vây kín coi như xuất ra phân thân chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng được trốn bàn tay lắc một cái mấy đạo kiếm mang bắn ra chặn mấy mũi tên đang phóng tới Trương Huyền kéo nữ tử áo trắng một cái, nhảy thẳng vào cái ao trước mắt. Lúc này, bốn phương tám hướng đều bị vây chặt, chỉ có một con đường sống mà thôi. Trương 1159, Linh nhục hợp nhất một. Dường như nữ tử áo trắng cũng không muốn rời khỏi, chỉ có điều, Trương Huyền biết bây giờ không phải là thời điểm để giải thích, bỗng nhiên hắn vừa dùng lực. Phu phu, hai người đi vào ao nước, tuyết hồ trước đó dạo chơi ở trong nước nhìn thấy bọn hắn đi vào cũng bơi tới đi mau, nếu không ngay cả mạng cũng bị mất. Chộp tuyết hồ vào trong lòng bàn tay, Trương Huyền gấp gáp hô một tiếng. Cái tay còn lại, lôi kéo nữ tử, sau đó tiếp tục bơi đi về chỗ sâu trong đầm nước. Vừa rồi hắn đã quan sát kỹ, trong rất nhiều linh thú đến đây vây công. Loại am hiểu chiến đấu trong nước, không có mấy đầu, cho nên nếu đi vào nơi này, sẽ an toàn hơn không ít. Hơn nữa, khi hắn đến cũng đã nhìn qua đầm nước, một đầu núi với một dòng sông rộng, có lẽ có thể mượn cơ hội để chạy trốn. Siêu siêu, vừa tiến vào chỗ sâu trong ao nước thì đã nghe thấy tiếng đung đưa kịch liệt liên tiếp ở phía trên, lập tức nhìn thấy không ít linh thú cũng nhảy theo ở phía sau. Biết chuyện này không thể trần chờ, Trương Huyền không ngừng chút nào, chân khí trong cơ thể vận chuyển, tăng thêm tốc độ. Dựa theo phương hướng dòng sông trong trí nhớ bơi đi về phía trước. Trong nước quả nhiên an toàn hơn không ít, vừa mới bắt đầu còn có linh thú đuổi theo sau khi bị hắn chặn lại, số lượng linh thú đuổi dần dần bớt đi, bơi gần một canh giờ, không còn một linh thú nào khác đuổi tới, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Trương Huyền bơi đi về phía mặt nước. Ấm ức một canh giờ, đối với thực lực bây giờ của hắn cũng không tính là gì. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng mà mình kéo tay thì thấy dường như nàng cũng không có gì trở ngại. Cũng đúng, có thể khiến cho nhiều linh thú thận trọng vây công như thế, nhất định thực lực sẽ không kém hơn so với mình loại người này chân khí trong cơ thể hùng hậu làm sao có thể nín thở một canh giờ cũng không chịu nổi cơ chứ siêu hai người một thú từ trong nước ló đầu ra nhìn quanh hai bên một vòng phát hiện ra không có gặp nguy hiểm lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhõm hiện tại đã an toàn kéo nữ tử một cái rồi nhún người nhảy đến bên bờ xuôi theo dòng nước một canh giờ khoảng cách giữa nơi này với thác nước vừa rồi bao xa đã không biết trong đó đường thủy rắc rối phức tạp coi như những đầu linh thú kia muốn tìm tới chỉ sợ cũng rất khó tìm được chỉ là vẫn phải cẩn thận một chút đối phương có linh thú phi hành nếu như tìm kiếm từ không chung, nhất định sẽ có rất nhiều trước tiên tìm một nơi làm một ít thức ăn thuận tiện hong khô quần áo a nhìn thấy hai người một thú đều chật vật tới cực điểm quần áo kề sát ở trên người trương huyền cười khổ một tiếng nữ tử áo trắng biết hắn cứu mình cho nên thái độ cũng huyền lành không ít Nghe thấy hắn nói như vậy, nàng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Thanh Tắc Sơn có không ít sơn động do linh thú đào ra, rất là rộng lớn. Sau khi tìm thấy một chỗ ở không có linh thú, hai người lập tức đi vào. Tìm một ít nhánh cây khô, đốt lửa lên, lúc này hai người mới phát giác ra trên người đã trở nên ấm áp hơn không ít. Mặc dù tu vi hai người đều không yếu, thế nhưng dù sao cũng đang là mùa đông, xuôi theo dòng nước một canh giờ vẫn cảm thấy lạnh lẽo tận xương như cũ. Tại hạ trương huyền, không biết cô nương là. Cầm quần áo ra rồi hong khô, lại lấy chút thịt khô từ bên trong giới chỉ chữ vật rồi đưa qua, trương huyền biến trở về dung mạo của mình, lại mỉm cười ôm quyền nói. Chẳng biết tại sao hắn lại có cảm giác đã sớm quen biết với nữ tử này. Hết sức quen thuộc, nếu không, cũng không có khả năng liều mạng cứu người như vậy. Nữ tử này lắc đầu, cũng không nói chuyện, mà chỉ mỉm cười, tiếp nhận thịt khô, tiện tay xé ăn một chút, cử chỉ rất là yêu nhã ngươi không biết nói chuyện thấy nàng không nói chỉ mỉm cười trương huyền sững sờ kể từ lúc quen biết nàng cho đến bây giờ ngay cả một câu nói nàng cũng chưa nói qua nhiều nhất chỉ là cười cười khiến cho người ta có một loại cảm giác thản nhiên như nước nữ tử này lắc đầu là có bệnh gì hay là nếu không ngươi để cho ta chỉ giúp ngươi một chút a ta là một vị y sư rất lợi hại trương huyền nói có một ít người bởi vì bị thương hoặc là tu luyện công pháp có chút sai sót cho nên sẽ bị câm. Chỉ có điều, chỉ cần tìm đúng phương pháp, hẳn là có thể giải quyết được. Hắn đã đọc qua không ít thư tịch y đạo, lý giải rất nhiều về y thuật, càng có thiên đạo thư viện làm chỗ dựa dẫm, cho nên muốn hỗ trợ chữa khỏi cũng không khó lắm. Nữ tử áo trắng xua xua tay. Người lo lắng ta trị không hết, hay là không trị. Thấy nàng xua tay, trương huyền nhướng mày. Nữ hài tiếp tục xua tay, Vẻ mặt thản nhiên, nhìn bộ dáng của nàng, giống như đã thành thói quen với loại trạng thái này, cũng không muốn để cho người ta trị liệu. Đã không muốn vậy thì, quên đi. Thấy đối phương không nguyện ý, Trương Huyền cũng không ép buộc. Ở cùng một chỗ với nữ tử này, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có cảm giác rất là yên tĩnh, khiến cho người ta có một loại cảm giác rời xa thế giới huyên náo. Ừm, yên lặng ngồi đó, đang muốn tìm chút chuyện để nói thì đột nhiên hắn biến sắc thân thể cứng đờ, không ngừng run rẩy. Nguy rồi." Trương Huyền siết chặt nắm tay. Trải qua địa tâm hỏa và hóa thanh trì rèn luyện, thân thể đã tiến bộ không ít. Thế nhưng muốn thích ứng với linh hồn to lớn vẫn là có tâm mà không có lực. Dựa theo tình huống bình thường, hắn nên tiếp tục tu luyện thân thể, tốt nhất nên ít động tới khí lực. Ai ngờ vừa nhìn thấy vị nữ tử áo trắng này gặp nguy hiểm thì hắn đã không nhịn được nữa, trực tiếp ra tay. Tình cảnh vừa rồi rất nguy cấp cho nên hắn không có cảm thấy cái gì, giờ phút này thoát khỏi nguy hiểm, hắn lập tức cảm thấy linh hồn đau như như là bị kim châm đau, trước mắt cảm giác mê muội từng đợt. Dùng đơn vị kiếp trước để cân nhắc, linh hồn hiện tại là 45 yát, thân thể là 42 yát, mặc dù dùng một chút sức lực vẫn có thể xuyên thấu như cũ. Thế nhưng nếu đi đường nhiều sẽ đau đớn kịch liệt, khiến cho người ta khó có thể chịu đựng. Tình huống hiện tại cũng là như thế. Cưỡng ép chui vào thân thể, vẫn không có đạt tới tình trạng hài hòa. Nếu không sử dụng lực lượng còn tốt, dùng một chút, chân khí, thân thể, linh hồn sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác thoát ly, khiến cho linh hồn tiếp nhận đau đớn khó có thể chịu đựng. chương 1160, Linh nhục hợp nhất 2 Cứu đối phương, vốn nghĩ sẽ để lại hình ảnh oai hùng trong mắt của nàng, kết quả lại xuất hiện loại tình huống này, Trương Huyền dấp táp buồn bực. Áp chế Tinh thần khẽ động, cưỡng ép áp chế linh hồn, khiến cho nó thích ứng với thân thể. Ai ngờ càng áp chế thì phản phệ lại lợi hại, dường như di chứng trước đó cưỡng ép nhét linh hồn vào thân thể trực tiếp bộc phát vào thời khắc này. A à một tiếng gào thét không thể kiên trì được nữa mà vang lên, linh hồn phun trào từ mi tâm đi ra. Vẫn là vấn đề trước kia, phu hồn quá mạnh, thân thể không đủ, coi như trước đó cưỡng ép đặt nó vào thì vẫn không thể dung hợp hoàn mỹ như cũ. Hết rồi. Cảm thấy linh hồn đã ly thể, trong lòng Trương Huyền cảm thấy mát lạnh. Thả vu hồn ra quả thực có thể khiến cho hắn không thống khổ như vậy nữa, chỉ là vu hồn ly thể, chẳng khác nào đã nói cho đối phương biết, bản thân có thân phận vu hồn sư. Muốn giải thích, cũng không tiện giải thích. Mặc dù vu hồn là một trong các chức nghiệp đặc thù, dù sao cũng đã mất đi truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Lại bị danh sư đường chính thống tiêu diệt, ở trong suy nghĩ của mọi người người, đây là chức nghiệp trung hòa âm lãnh, quỷ quyệt để cho đối phương biết hắn có chức nghiệp quỷ dị như thế. Đoán chừng ân tình vừa rồi hao hết vất vả để cứu người sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Suốt cuộc là chuyện gì chứ, sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, lại vào đúng lúc này. Như vậy sẽ khiến cho đối phương có suy nghĩ gì chứ? Chẳng phải sẽ khiến cho đối phương nghĩ bản thân có mưu đồ hay sao? Trong lúc hắn đang xoắn suýt, không biết nên làm như thế nào cho phải thì đột nhiên nhìn thấy nữ tử áo trắng trước mắt đứng dậy, Bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Siêu siêu, phu hồn mới vừa từ trong cơ thể thoát ra lập tức được ép xuống, một lần nữa trở lại thân thể. Đồng thời còn có một đạo khí lưu đặc thù chảy qua toàn thân, đau đớn kịch liệt tới cực điểm vừa rồi, trong nháy mắt này đã chậm hạ xuống. Cái này, con mắt trợn tròn, Trương Huyền không nhịn được sững sờ. Hắn không có cách nào khống chế được phu hồn mà đối phương chỉ nhẹ nhàng vỗ thì trong nháy mắt đã được giải quyết, chuyện gì xảy ra vậy. Chẳng lẽ, thực lực của vị nữ tử áo trắng này so với hóa phàm bắt trọng Diệp Vấn Thiên còn cao minh hơn hay sao? Phải biết rằng, vu hồn ly thể, xem như Diệp Vấn Thiên cũng không có biện pháp gì. Nếu không, cũng sẽ không ném bản thân ở trên bàn đá, không vội vã xuất thủ cứu giúp. Trong lúc hắn đang nghi ngờ, còn muốn hỏi một câu thì lập tức cảm thấy mệt mỏi, trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Trong hôn mê, dường như hắn cảm thấy linh hồn và thân thể mình lần nữa phù hợp, không có giảng buộc như trước đó nữa. Không biết qua bao lâu, hắn mới tỉnh táo lại. Ồ, xoa xoa con mắt, ngồi dậy, quả nhiên đã cảm thấy linh hồn và thân thể không có xung đột như trước đó nữa, thoải mái không thể diễn tả được. Nhục thể của ta không trở nên mạnh mẽ, mà linh hồn hình như đã được cái gì đó một lần nữa ngưng luyện lại một phen, trở nên càng thêm tinh thuần. Khi chui vào thân thể, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn sáng lên. Nhục thể của hắn vẫn còn dáng vẻ như lúc trước, chỉ có điều, linh hồn đã trở nên càng thêm tinh thuần, mặc dù vẫn là bá chủ gần 10 mét, thế nhưng càng thêm mềm dẻo, đi vào nhục thể cũng không có cảm giác khó mà khống chế được như trước đó nữa. Thử một chút, nhắm mắt lại, linh hồn kiểm tra toàn thân một lần. Hắn lập tức cảm thấy mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tế bào đều nằm ở trong khống chế, linh hồn đã có nắm chắc hoàn mỹ đối với thân thể. Loại cảm giác này coi như là trước đó cũng chưa từng có. Đây là linh nhục hợp nhất cấp bậc hoàn mỹ. Siết chặt nắm tay, Trương Huyền hưng phấn tới mức run rẩy. Hóa phàm ngũ trọng có thể làm được linh nhục hợp nhất. Chỉ có điều, cái gọi là hợp nhất này chỉ là giúp khống chế lực lượng càng thêm chính xác, vượt qua người tu luyện đồng cấp mà thôi. Truyền thuyết, đạt tới cấp độ hoàn mỹ có thể nội thị, quan sát biến hóa của thân thể, tiến hành chữa trị đối với chỗ bị thương đạt tới loại cảnh giới này tất cả đều rõ ràng thân thể giống như bạch ngọc vậy hoàn mỹ không một tỷ vết coi như là hóa phàm cửu trọng cũng không thể nào làm được chỉ có thánh giả mới có thể như thế nhưng không ngờ một người tu luyện vu hồn như hắn lại đạt tới thế nhưng linh nhục đã triệt để dung hợp không phải vu hồn sẽ không có cách nào ly thể đó chứ hưng phấn đồng thời trương huyền cũng đột nhiên sững sờ loại linh nhục dung hợp hoàn mỹ này là chuyện mà võ giả mới có thể làm được vu hồn sư thì hắn chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian hắn hôn mê, hồn phách và thân thể đã triệt để dung hợp, dẫn đến năng lực vu hồn biến mất? Nếu thực sự là như thế, coi như có thể triệt để khống chế thân thể và linh hồn thì cũng không có gì để hắn cao hứng. Thủ đoạn vu hồn, coi như ở bên trong rất nhiều chức nghiệp thượng cổ cũng có địa vị khá cao, có ưu thế mà những nghề nghiệp khác khó mà chống lại được. Cũng giống như trước đó hấp thu linh khí trong hóa thanh chỉ vậy, bất kỳ nghề nghiệp nào khác đều không thể nào làm được. Vội vàng điều động công pháp phu hồn, thử nghiệm một chút. Hắn lập tức phát hiện ra linh hồn vẫn có thể rời khỏi thân thể, tùy ý đi lại như cũ. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Linh hồn quay về thân thể, hắn đứng dậy rồi, nhìn quanh một vòng, sau đó nhướng mày. Chỉ thấy trong sơn động, yên tĩnh dị thường, lửa đã sớm bị dập tắt, chung quanh ngay cả một bóng người cũng không thấy, vị nữ tử áo trắng trước đó cứu hắn đã mất đi tung tích. Cô nương, không nhịn được hô một tiếng, lúc hắn đang muốn đi ra ngoài tìm thì chỉ thấy ở trên vách đá cách đó không xa có một đám chữ viết xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt. Người cứu ta một lần, ta cứu người một lần, song phương không thiếu nợ nhau, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Trương Huyền ngẩn ngơ. Đi rồi sao? Trương 1161, Hợp Linh Cảnh Đỉnh Phong 1 nhìn thấy chữ viết trên vách đá, Trương Huyền rất là thất lạc. Nữ tử đầu tiên khiến cho hắn có chút động tâm, không nghĩ tới lại chỉ là một lần gặp gỡ bất ngờ, thậm chí ngay cả tên của đối phương hắn cũng không biết. Bàn tay khẽ vỗ, xóa sạch toàn bộ chữ viết trên vách đá, sau đó hắn nhún người đi ra sơn động. Bên ngoài là một mảnh minh mông, nào có nửa cái bóng người nào chứ? Xem ra, đối phương sớm đã đi xa. Ta đã hôn mê ba ngày rồi sao? Tìm một vòng, biết có tìm cũng không tìm được nữa, lại tính toán một chút thời gian, hắn không nhịn được lắc đầu. Không nghĩ tới trước đó hắn hôn mê lại dòng dã qua ba ngày. Linh nhục hợp nhất khiến cho tu vi chân khí của ta thành công đạt đến hợp linh cảnh đỉnh phong. Trước đó tấn cấp trên cơ bản đều là trước tiên tìm thiên đạo tương ứng, sau đó mới có thể đột phá. Lần này thì tốt rồi, hôn mê một lần, không chỉ linh hồn và nhục thể dung hợp hoàn mỹ không một tì vết mà càng quan trọng hơn còn khiến cho tu vi chân khí của hắn có tiến bộ cực lớn. Trực tiếp từ chọc thanh cảnh đỉnh phong đạt đến hợp linh cảnh đỉnh phong. Dòng dã một cấp bậc lớn. Không phải là vận khí của hắn tốt, mà là hợp linh cảnh, mục đích chính là khiến cho linh nhục hợp nhất, hồn phách gia tăng. Hiện tại hồn lực của hắn đương nhiên không cần phải nói, dung hợp hoàn mỹ với thân thể, phù hợp với thiên đạo công pháp một cách tự nhiên, cho nên đương nhiên tu vi cũng được đột phá. Chân khí cuồn cuộn vận chuyển tốc độ cao trong cơ thể, tu dưỡng toàn thân khiến cho tinh khí thần của hắn càng thêm tràn ngập. Hợp linh cảnh đỉnh phong bình thường, thân thể là 320 vạn đỉnh, mà ta đã đạt đến 400 vạn đỉnh. Hai mắt híp lại, tinh thần nội thị đan điền. Lúc này hắn dựa vào năng lực linh nhục hợp nhất, coi như không cần thi triển lực lượng thì cũng có thể biết rõ rốt cuộc có thể phát huy ra thực lực mạnh tới cỡ nào tu vi đạt tới hợp linh cảnh đỉnh phong, chỉ bằng vào lực lượng chân khí đã có cự lực 400 vạn đỉnh. So với kiều thiên cảnh sơ kỳ cũng không hề yếu. Nếu như lại thêm 200 vạn đỉnh của thân thể à 320 vạn đỉnh của hồn lực, như vậy sẽ là lực lượng 920 vạn đỉnh. Ngay cả cường giả hóa phàm thất trọng quy nhất cảnh trung kỳ, nếu như không cẩn thận cũng có thể bị một quyền của hắn giết chết. Quy nhất cảnh sơ kỳ 800 vạn đỉnh, trung kỳ 900 vạn đỉnh, hậu kỳ 1.000 vạn đỉnh, đỉnh phong 1.100 vạn đỉnh. Đương nhiên, quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất, chân khí, linh hồn, thân thể cũng có tiến bộ cực lớn. Không chế đối với tự nhiên cũng đã đạt tới cảnh giới cực cao, thân thể đã có năng lực nhận biết đối với nguy hiểm, nếu muốn làm cường giả loại này bị thương, căn bản không dễ dàng như vậy. Cũng giống như trước đó vậy, hắn và Phi Nhi công chúa chiến đấu với nhau, rõ ràng lực lượng đã vượt xa đối phương, thế nhưng chỉ có thể mượn thư viện để đánh bại nàng mà thôi cấp bậc cao, mặc kệ tốc độ phản ứng hay là khống chế đối với thân thể đều không phải là thứ mà cường giả cấp bậc thấp có thể sánh ngang được. Có thể nói, lực lượng của hắn thời khắc này, mặc dù không kém nhiều so với quy nhất cảnh trung kỳ. Thế nhưng sức chiến đấu thực tế, có khả năng sẽ chỉ có 800 vạn đỉnh. Ngay cả quy nhất cảnh sơ kỳ cũng khó mà thắng được, nhiều nhất chỉ là ngang tay mà thôi. Còn Kiều Thiên cảnh đỉnh phong thấp hơn một cấp bậc thì sẽ không phải là đối thủ của hắn cho dù có đến một đám thì hắn cũng có thể tùy tiện giết chết đạt tới hợp linh cảnh cấp bậc danh sư của ta đã là nửa bước ngũ tinh hắn khảo hạch danh sư đều bị tu vi cản trở hiện tại tu vi tăng lên đạt tới mức nửa bước ngũ tinh đã ngang hàng với đám người la tuyền ba ngày qua đi không biết bọn hắn đã đi hay chưa qua ba ngày cũng không biết đám người hồng sư đã rời khỏi đế đô hay chưa dưới tình huống bình thường đã tu luyện xong ở Hóa Thanh trì thì sẽ phải đi tới Hồng Viễn Danh sư học viện. Hiện tại Hóa Thanh trì sụp đổ, trong thời gian ngắn không thể dùng, nếu tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ, bọn họ đã lên đường xuất phát rồi. Từ nơi này đi tới Hồng Viễn Đế quốc còn có một khoảng cách rất xa. Nếu không nhanh, chạy tới trước khi khai giảng, rất có khả năng hắn sẽ bị thủ tiêu tư cách. Danh sư học viện, năm tháng 2 phần, tháng 8 sẽ tuyển nhận tân sinh một lần. Lần này bọn hắn chạy tới là phần tháng 2. Hiện tại đã là tháng 1, cách lúc khai giảng cũng chỉ còn thời gian một tháng mà thôi. Trở về đi. Biết thời gian không đợi người, hắn hít sâu một hơi, đang định bay trở về huyễn vũ đế đô, để xem đám người hồng sư đã rời khỏi đó hay chưa thì chỉ thấy cành lá cách đó không xa lắc lư. Sau đó có một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, vài bóng người bước nhanh tới. Hình viễn, phi nhi công chúa, sao bọn họ lại tới nơi này chứ? thân ảnh nhoáng một cái đã rơi vào trên một gốc đại thụ, hắn cúi đầu nhìn lại, không nhịn được có chút sững sờ. Không phải là ai khác mà chính là năm người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn, Lạc Thất Thất, Mô Trấn và Diệp Tiền Thái Tử từ danh sư học viện tới đây. Lạc Thất Thất đi ở phía trước, tay cầm một cái địa đồ, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Mà những người khác thì đi theo sau lưng, vẻ mặt mỗi người rất là ngưng trọng. Năm người đều có chút chật vật, thậm chí còn có chút vết thương, rất rõ ràng, bọn họ vừa mới trải qua một trận ác chiến. Thất thất, còn bao xa nữa. Trên khuôn mặt trắng nõn của Ngọc Phi Nhi mang theo vẻ nôn nóng. Dựa theo biểu hiện từ địa đồ, nó ở gần nơi đây. Lạc thất thất xác nhận hoàn cảnh chung quanh một chút rồi nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta phải nhanh hơn một chút, mặc dù ta đã dùng trận bàn cản trở những đại gia hỏa kia. Thế nhưng bọn hắn quá mạnh, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể phá vỡ ràng buộc, đuổi theo. Ngọc Phi Nhi nói: "Đúng vậy a." À. Hình Viễn gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua về phía sau, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Dường như còn đang vì chuyện lúc trước mà cảm thấy sợ hãi. Thật kỳ quái, trước đó chúng ta cũng đã gặp qua không ít linh thú, trên cơ bản đều là một mình hành động, nơi này làm sao bọn chúng lại liên hợp lại cùng nhau, tìm lung tung khắp nơi giống như bị điên vậy chứ? Ngô Trấn rất là khó hiểu. Chương 1162 hợp linh cảnh đỉnh phong 2. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, không nói đâu xa, chỉ nói tới linh thú thương sư và hùng lân hổ, hai bá chủ mặt đất này trên cơ bản rất ít khi gặp nhau. Hiện tại chẳng những liên hợp mà còn giống như bằng hữu tốt, cùng nhau công kích, còn có lòng ưng thú. Từ lúc nào linh thú phi hành cũng thân mật khăng khít với linh thú trên lục địa cơ chứ. Hình viễn nói tiếp, hắn cũng không hiểu ra sao. Hóa thanh chỉ không thể sử dụng, bọn hắn ở trong điều chỉnh đế đô gần 3 ngày sau đó lập tức đi vào thanh tắc sơn, chuẩn bị hoàn thành thí luyện mà học viện giao phó, ai ngờ còn chưa tới chỗ thì đã gặp một đám linh thú đang nổi điên. Những đại gia hỏa này cũng có thực lực hóa phàm ngũ trọng, không nói tới việc mỗi một đầu đều mạnh mẽ đến cực điểm, còn liên hợp lại với nhau, gặp người là công kích, làm cho bọn hắn xém chút chết trên đường. Nếu như không phải Ngọc Phi Nhi thân là công chúa, bảo vật giữ mạng cực nhiều thì căn bản sẽ không có khả năng chạy thoát. Diệp Tiên, không ngươi phải nói, Thanh Tắc Sơn rất an toàn hay sao? Đây cũng gọi là an toàn. Nhớ tới tình cảnh trước đó bản thân bị một đống lớn linh thú đuổi, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, Ngọc Phi Nhi lập tức giận dữ. Nàng lớn như vậy rồi, ngoại trừ vị Trương Huyền kia thì nàng chưa từng nhận qua loại uất ức này a. À. Ta, trên đầu Diệp Tiền đổ mồ hôi, vẻ mặt khóc tang nói. Trước kia những linh thú này đều không nguyện ý công kích nhân loại ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a à. người khác không hiểu ra sao hắn càng giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc vậy hắn tới thanh tắc sơn không chỉ một lần đối với không ít linh thú cũng biết một chút dựa theo tình huống bình thường những đại gia hỏa này rất ít khi công kích nhân loại hôm nay lại phát điên tụ tập lại cùng nhau không nói hai lời đã tấn công khiến cho hắn có chút phát điên phải biết trước khi đến hắn đã đảm bảo nói thanh tắc sơn hết sức an toàn Kết quả, còn chưa nói được nửa ngày thì đã bị rất nhiều linh thú đuổi tán loạn khắp núi, thiếu chút nữa mệt mỏi tới mức thổ huyết. Hắn suy nghĩ một chút cũng rất là buồn bực. Được rồi, không cần giải thích, nếu như đám kia lại tới, như vậy tự ngươi ngăn lại đi. Ngọc Phi Nhi khoát tay chặn lại. Khóe miệng Diệp Tiền giật giật một cái. Nếu như thực sự để cho một người chỉ có tu vi hợp linh cảnh như hắn cản trở, chỉ sợ đợt công kích thứ nhất của đối phương còn không có kết thúc thì hắn cũng đã mất mạng rồi hắn trần chờ một chút rồi nói. Không bằng tê, ta bảo phụ hoàng phái binh tới, đuổi những này linh thú này đi. Nguyễn vũ đế đồ ở ngay gần đây, chỉ cần hắn nguyện ý thì hoàn toàn có thể phái ra đại quân vây quét. Mấy chục đầu linh thú hóa phàm ngũ trọng mặc dù lợi hại, thế nhưng đối mặt với đại quân vẫn không thể nào chống lại được. Nhiệm vụ mà lần này học viện giao cho cũng không phải ngươi không biết. Phái binh tới đây, ngươi muốn cho chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, mất mặt xấu hổ trở về hay sao? Ngọc Phi Nhi hừ lạnh. Cái này, Diệp Tiền vò đầu. Đối phương nói không sai, nhiệm vụ lần này của bọn hắn liên quan tới cơ mật, không thể dò gì, một khi truyền ra. Chuyện không hoàn thành nhiệm vụ là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận còn bởi vì trái với quy định mà trực tiếp bị khai trừ. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tranh thủ giúp thất thất nhìn xem đây là nơi nào, tranh thủ thời gian tìm tới lối vào địa cung. Chỉ cần đi vào địa cung thì sẽ an toàn, nếu không, chờ đám đại gia hỏa kia đuổi kịp ta sẽ là người thứ nhất ném ngươi đi qua đó cho bọn chúng ăn để bọn chúng thưởng thức hương vị thái tử một chút đôi mi thanh tú nhân lại ngọc phi nhi công chúa khoát tay áo rồi nói vâng khóe miệng co giật một cái diệp tiền không dám nói nhảm vội vàng đi tới trước mặt lạc thất thất mặc dù hắn thái tử của huyễn vũ đế quốc thế nhưng đối mặt với công chúa điêu ngoa như vậy hắn vẫn không có biện pháp nào cả đứng ở trước mặt địa đồ nhìn một hồi hắn chỉ về phía trước hình như không còn xa có lẽ ở ngay đằng sau ngọn núi kia vậy thì tốt nhanh xuất phát hừ lạnh một tiếng mọi người dựa theo địa phương mà địa đồ ghi chú nhanh chóng chạy về phía trước bọn hắn vừa rời đi thì trương huyền nơi ẩn nấp hiện ra hẳn bọn hắn đang phải đi hoàn thành thí luyện gì đó biết mục đích đám người ngọc phi nhi đi tới đây là hoàn thành nhiệm vụ vốn hắn cho rằng sẽ là ở chỗ sâu trong thanh tắc sơn không nghĩ tới lại là ở đây. Nghe lời nói của bọn hắn, có lẽ đã gặp được đám linh thú kia. Trương Huyền gãi gãi đầu. Trước đó vì cứu vị cô nương áo trắng kia cho nên hắn đã đắc tội với hơn 30 đầu linh thú. Có lẽ bởi vậy mới chọc giận đám người kia, làm cho chúng vừa nhìn thấy nhân loại đã tấn công, mới khiến cho mấy người này bị tai bay vạ gió. Nếu như bọn chúng còn ở chung quanh, tốt nhất đừng bay a, à, nếu không, lại càng dễ bị phát hiện ra. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao đám người này lại không cưỡi linh thú phi hành. Bên trong hơn 30 đầu linh thú, có linh thú am hiểu phi hành, một khi đến bầu trời thì chẳng khác nào biến thành bia ngắm, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện ra, sau đó sẽ bị ngắm bắn. Đám người như bọn hắn không biết bay, ở dưới mặt đất còn có thể chạy trốn, thi triển đủ loại thủ đoạn. Nếu như là ở trên trời mà bị công kích, như vậy cũng chỉ có rơi xuống dưới, bị giết mà thôi. Lại nói Muốn tìm kiếm vị trí chính xác ở bên trong núi rừng rậm rạp cành lá, như vậy có phi hành cũng không thể làm được. Bọn hắn không thể cưỡi linh thú phi hành, ta cũng không thể bay lên để rời khỏi. Mấy người lạc thất thất không thể phi hành, như vậy hắn cũng không thể bay. Hắn cũng không muốn vừa mới bay lên đã bị vô số linh thú vây vào giữa. Mặc dù bây giờ thực lực đại tiến, đã không e ngại những linh thú này. Thế nhưng hắn cũng không muốn tới giao thủ, dính vào phiền toái audio điện tử võ tấn bền Chương 1163, hấp dẫn linh thú 1. Về đế đô trước a. Từ trên cây nhảy xuống, Trương Huyền chọn một phương hướng rồi nhanh chân tiến lên. Đối phương đang thí luyện, không có liên quan gì tới hắn. Hiện tại việc quan trọng nhất là tụ hợp với đám người Hồng Sư, sau đó đi tới Hồng Viễn Danh sư học viện. Mà không phải là chậm trễ thời gian ở chỗ này. Dầm dầm Mới vừa đi vài bước thì đã lần nữa nghe được tiếng bước chân liên tiếp vang vọng. Thân thể hắn nhoáng một cái, lần nữa ẩn giấu lên trên tán cây. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy vài đầu linh thú to lớn, hít hà trên mặt đất, nhanh chân đuổi theo phương hướng đám người lạc thất thất biến mất. Đã phát hiện ra bọn hắn. Lông mày Trương Huyền nhíu lại. Mặc dù những linh thú này chỉ có tu vi hóa phàm ngũ trọng, đám người diệp tiền, lạc thất thất lại là cường giả lục trọng thế nhưng nhiều linh thú liên hợp lại cùng nhau như vậy cũng rất khó có thể chiến thắng. Đi qua giúp một chút, thân thể xoay một cái, theo sát phía sau những linh thú này, đuổi về phía trước. Bất kể nói thế nào thì hắn cũng quen biết đám người phi nhi công chúa, lạc thất thất còn là học sinh đan dược của hắn. Nàng gặp nguy hiểm, hắn không làm được chuyện khoanh tay đứng nhìn. Giống, giống, đáng giận, lại tới nữa rồi, diệp tiền, người lên, ngay lúc hắn đang đi về phía trước thì đã nghe thấy thanh âm huyên náo ở phía trước, ngay sau đó tiếng kinh khí gào thét, lực lượng ba động kịch liệt vang vọng. Đã đánh nhau rồi. Biết chuyện này không thể trần chờ, Trương Huyền vội vàng xông về phía trước. Vừa mới đi không xa thì phía trên đầu đã có tiếng gió rồn dập truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu long ưng thú to lớn đang lăng không vồ về phía hắn. Chính là đầu trước đó đã tham dự vây công vừa rồi hắn luôn ẩn giấu ở trong cành lá rậm rạp, thu liếm khí tức, đối phương rất khó phát hiện ra được. Hiện tại lại nhanh chóng tiến lên, vừa mới vận chuyển chân khí thì đã lập tức bị đại gia hỏa này tìm được tung tích. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, móng vuốt như sắp thép của long ưng thú còn chưa tới đến trước mặt thì đã mang theo tiếng giết gào nồng đậm, dường như muốn xuyên thủng đất đá. Dây dưa với nó, nếu muốn rời khỏi sẽ rất khó khăn. Biết một khi dây dưa cùng tên này, như vậy các linh thú khác sẽ đuổi kịp, khi đó muốn rời đi sẽ rất khó. Lúc này Trương Huyền nhướng mày lên, cắn môi một cái. Không, long ưng thú có huyết mạch long tộc, thú ngữ kỳ quái mà hắn đã từng học tập qua kia, có lẽ sẽ có hiệu quả. Nếu không phải huyết mạch long tộc thì hiệu quả sẽ yếu hơn không ít. Chính bởi vì như thế cho nên vì cứu nữ tử áo trắng hắn chỉ có thể chạy trốn, nhiều linh thú như vậy cũng chỉ có đầu linh thú này ẩn chứa huyết mạch long tộc." Một khi, thú ngữ, mất đi hiệu lực mà chân khí lại tiêu hao quá nhiều, khi đó có muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Quả nhiên, nương theo tiếng quát của hắn, lòng ưng thú đang phi hành ở trên không trung bị dọa đến mức toàn thân run lên, cũng không để ý tới công kích nữ mà rơi thẳng xuống. Siêu siêu, tiếng vật nặng rơi xuống đất vang vọng, linh thú to lớn dài hơn 10 thước nặng nề rơi xuống đất, bụi đất tung bay, thân thể không ngừng run dày. Giống, đối phó xong với đại gia hỏa này, lúc hắn đang định rời đi thì lại một lần nữa nghe thấy một giống vang lên. Móng vuốt sắc bén của đầu hùng lân hổ đã gặp trước đó chộp vào trên mặt đất. Thân thể bay lên mang theo kình khí sắc bén rồi bổ tới. Vừa rồi động tĩnh của một người một thú quá lớn, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều linh thú. Mà tên này là nhanh nhất, đã chạy qua giúp đỡ. Phiền phức, thấy đối phương giống như cửu nhân giết cha, khiến cho hắn ngay cả thời gian nấp đi cũng không có biết dù mình có tránh né cũng vô dụng, Trương Huyền khẽ lắc đầu. Người đã muốn chiến, vậy thì đánh đi. Vừa vặn tu vi hắn tăng lên nhiều như vậy, còn chưa có thử qua, lần này tiện tay lấy nó thử tu vi một chút. Bàn tay như đao, bổ thẳng xuống phía dưới. Xoạt, trường phong giống như là kiếm mang bổ thẳng về phía trước, vượt qua khoảng cách mấy chục mét bắn thẳng tới trước mặt hùng lân hổ. Một chiêu này, hắn không vận dụng hồn lực, Thế nhưng dù vậy vẫn lực lượng của ngưng tụ thân thể và chân khí, lực lượng cũng đã vượt qua 600 vạn đỉnh, không phải là thứ mà đại gia hỏa này có thể chịu đựng được. Một tiếng ầm vang xuất hiện, kinh khí do móng vuốt mang tới đã bị đánh cho tán loạn, đồng thời thân thể nó cũng trầm xuống, bị đánh cho nằm dạp ở trên mặt đất. Giống, hai mắt của hùng lân hổ trợn tròn xoe, giống như là gặp quỷ vậy. Ba ngày trước, nó vừa mới chiến đấu qua với tên này, kiếm thuật của đối phương tinh diệu, mặc dù cũng khiến cho nó khó mà chống chọi được. thế nhưng rõ ràng lực lượng rất yếu, làm sao? mấy ngày ngắn ngủi không gặp đối phương lại tiện tay đánh ra một trường khiến cho nó nằm sấp, không có lực phản kháng cơ chứ. cái này cũng quá khoa trương đi a. À. nếu như trước kia đối phương lợi hại như vậy thì cũng không tới mức bị bọn chúng đuổi chạy loạn khắp nơi, không dám ló đầu ra. không nên tới nữa, nếu không ta sẽ giết các ngươi vừa quát một tiếng làm cho long ưng thú chấn động rơi xuống đất, lại một trường đánh cho hùng lân hổ không dám tiếp tục đối kháng, trương huyền hừ một tiếng, hất ống tay áo lên. Lúc đang định tiếp tục bay qua phía đám người lạc thất thất thì đã thấy một tiếng gầm gừ vang vọng. Linh thú thương sư và một đám linh thú trước đó đã từ phía trước quay đầu trở lại, vây quanh hắn vào trong. Đám linh thú kia tới nhanh như vậy, hẳn là do Long ưng thú vừa mới phát hiện hắn đã truyền ra tin tức. Các ngươi đã muốn ăn đau khổ, như vậy thì cũng đừng trách ta. Vốn hắn không muốn so đo với một đám linh thú, bọn chúng đã tự mình tìm đến như vậy, hắn đâu còn quản nhiều được như thế chứ. Nàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh lên trên gốc đại thụ, cả người vò thẳng về phía trước. Thiên đạo thân pháp, nương theo thân thể à thực lực gia tăng, khi thi triển ra thiên đạo thân pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Cả người giống như là xé rách không khí, đi tới trước mặt đầu linh thú thương sư kia rồi trực tiếp đụng tới không phải ngươi am hiểu phòng ngự hay sao vậy ta sẽ dùng man lực để phá phòng ngự của ngươi phanh vừa ngạnh kháng linh thú thương sư còn không có kịp phản ứng thì thân thể khổng lồ đã bay về phía sau ngã ra ngoài mấy chục thước bị đụng cho đầu choáng mắt hoa đánh bay ra hỏa này thân thể trương huyền vặn vẹo lại vọt về phía một đầu linh thú giống như sói lăng không đánh ra một kích quyền phong ép cho không khí rung động nổ đôm đốp đầu linh thú này đón đỡ một chút, sau đó chân cẳng lập tức như nhũn ra, tức thì theo gót mấy đầu linh thú trước đó. Bên này đánh hừng ngực khí thế, đám người lạc thất thất ở bên kia không khỏi ngẩn người. Vừa rồi rất nhiều linh thú đã lần nữa đuổi kịp bọn hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ cường công. Ngọc Phi Nhi dưới cơn nóng giận đã để cho Diệp Tiền tiến lên ngăn cản. Diệp Tiền chỉ có thực lực hợp linh cảnh, vốn hắn cho rằng lần này mình khó mà may mắn thoát khỏi, không chết cũng phải bị lột một lớp ra. Thế nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình còn chưa kịp tới ra tay thì linh khí khí thế hung trước đó lại giống như thủy triều, đồng thời lui xuống. Chẳng lẽ bọn hắn biết thân phận thái tử của ta, không dám động thủ, diệp tiền vào đầu, không có khả năng a hát. Trường 1164, hấp dẫn linh thú 2. Tới bây giờ hắn cũng chưa từng nói qua, lại nói, linh thú quản ngươi là thái tử hay không làm gì chứ. Nếu thực sự muốn động thủ, ngay cả hoàng đế chúng cũng dám giết có người giúp chúng ta hấp dẫn lực chú ý của linh thú mau nhìn đang chiến đấu ở bên kia đôi mi thanh thú nhíu lại ngọc phi nhi công chúa là người kịp phản ứng đầu tiên linh thú tấn công bọn hắn thối lui về sau tất cả đều phóng về một phương hướng lại thêm bên kia có khí thức ba động kịch liệt tiếng giống không ngừng rất rõ ràng là đang có người chiến đấu diệp tiền không phải là người của ngươi đó chứ hình viễn nhíu mày một cái Lần thí luyện này của bọn hắn phải cơ mật tuyệt đối, không thể để cho bất kỳ người nào biết được. Bởi vậy đã có thông báo kỹ càng, không cho phép bất luận kẻ nào đuổi theo, vì cam đoan an toàn cho nên càng không có cưỡi linh thú phi hành, mà là đi bộ lên núi. Hiện tại bọn hắn vừa mới gặp được nguy hiểm thì đã có người hấp dẫn linh thú đi. Nếu nói không phải là người của hắn, chuyện này dù có nói cũng khiến cho người ta không tin được. Không phải, ta không có để cho người đi theo A diệp tiền vội vàng xua tay hắn cũng biết chuyện thí luyện làm sao có thể biết rõ rồi mà còn cố phạm phải cơ chứ có phải hay không đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết hay sao lạc thất thất khoát khoát tay nói ừm hình viễn khẽ gật đầu lần thí luyện này không thể sai sót nếu như thực sự bị người ta theo dõi thì sẽ rất phiền toái mấy người không nói thêm lời nào mà lặng lẽ chạy như bay về phương hướng chiến đấu chỉ chốc lát đã đi tới trước mặt nhìn thoáng qua tất cả mấy người đều không khỏi sửng sốt là trương sư làm sao lão sư lại ở đây cơ chứ tên này không phải đã bị mang đi rồi hay sao làm sao lại xuất hiện tại ở đây chứ nhìn thấy là người quen biết cũ vẻ mặt mấy người không đồng nhất nếu nói người cao hứng tự nhiên là lạc thất thất nếu nói người nghiến răng nghiến lợi thì nhất định là ngọc phi nhi công chúa lần trước đánh cược nàng lại thua cho nên rất sợ nhìn thấy đối phương. Sợ đối phương vừa nhìn thấy nàng đã yêu cầu lấy tiền đặt cược. Ta biết mà, nhất định khẳng định nhìn thấy chúng ta bị công kích cho nên cố ý dẫn đám linh thú này đi. Lạc thất thất đột nhiên mở miệng. Người suy nghĩ nhiều rồi, hắn là người tốt như vậy sao? Ngọc Phi Nhi khẽ nói. Nếu như không phải thì vì sao toàn bộ những linh thú này đều công kích hắn mà từ bỏ chúng ta chứ? Nhìn đám gia hỏa này trước đó vừa gặp người đã công kích, nếu như không phải trương sư cố ý hấp dẫn như vậy đám linh thú kia cũng không có khả năng làm như vậy a à. lạc thất thất nói cái này mọi người sửng sốt nàng nói rất có lý a à. vừa rồi những linh thú này hận không thể nuốt sống toàn bộ bọn hắn vốn bọn hắn cho rằng mình sẽ phải trải qua một hồi ác chiến kết quả trong chớp mắt linh thú lại chạy qua tấn công vị trương sư này mà bỏ qua cho bọn hắn nếu nói trương sư không có dùng thủ đoạn gì để hấp dẫn đối phương quả thực không thể tin được. Không cần biết có phải là hắn hấp dẫn hay không, các người nhìn chiến đấu giữa bọn họ đi. Ngô Trấn cắt ngang đoán của mọi người suy, lại hơi có chút run rẩy chỉ về phía trước. Nghe thấy hắn nói như thế, mọi người vội vàng nhìn lại, vừa nhìn qua, mỗi người hai mắt trợn tròn, cổ họng phát khô. Không phải mấy ngày trước hắn mới là chọc thanh cảnh đỉnh phong hay sao? Hình viễn nuốt một ngụm nước bọt ba ngày trước khi đi vào hóa thanh chỉ đối phương vẫn là chọc thanh cảnh đỉnh phong làm sao trong nháy mắt đã biến thành hợp linh cảnh đỉnh phong rồi hắn đã từng gặp những người có tiến cảnh nhanh thế nhưng chưa từng thấy qua người nào nhanh như vậy a à. quan trọng nhất là hợp linh cảnh đỉnh phong cấp bậc so với bọn hắn thấp hơn mà chiến đấu cùng nhiều linh thú như vậy lại giống như người lớn trêu đùa trẻ con vậy lực chiến đấu như vậy quá biêu hắn a à. ngọc phi nhi công chúa còn trợn mắt to hơn Gương mặt xinh đẹp run rẩy, nắm tay siết chặt. Vốn nàng cho rằng gia hỏa vô sỉ này sẽ dùng phương thức không biết xấu hổ để vượt qua bản thân nàng. Thế nhưng không nghĩ tới, thực lực chân thật của đối phương lại mạnh như vậy. Nếu như đêm hôm đó hắn ta cũng dùng lực lượng lợi hại như thế để đối chiến với nàng, có khả năng không dùng đến một chiêu thì nàng sẽ bị đánh cho không tìm thấy phương hướng, trực tiếp ngất đi a. À. Chẳng lẽ hắn cố ý hạ thủ lưu tình? Nhất định là cố ý vừa nghĩ tới đối phương nhìn chằm chằm vào cái mông của nàng để đá, lửa giận lập tức lan tràn ra toàn thân nàng. nếu như không phải cố ý thì cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, mỗi lần đều đá chúng nơi đó a. À. rõ ràng có thể nghiền ép, thế nhưng lại cố ý đá vào mông của nàng, thật là một tên đang đổ lãng tử, không biết xấu hổ đến cực điểm. học trưởng, học tỷ, các ngươi nói trương sư lợi hại như vậy, hiện tại cũng coi như là người nội bộ của học viện, có thể cùng chúng ta tiến hành thí luyện hay không? có hắn ở bên cạnh, ta cảm thấy có thể sẽ an toàn hơn không ít, cũng nhẹ nhóm hơn không ít. Không biết suy nghĩ của mọi người, Diệp Tiền không nhịn được nói một câu. để lão sư đi cùng sao? Ánh mắt lạc thất thất sáng lên. đúng a, à, nếu như người đi theo, như vậy khả năng thành công của chúng ta sẽ gia tăng lên rất nhiều. Ừm, nói như vậy cũng không tồi, ta đồng ý. Hình Viễn suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. không được, hắn không thể đi. Ngọc Phi Nhi thì trợn tròn mắt, liên tục xua tay. chương 1165, Ngô Dương Tử 1 Không thể đi. Đôi mi thanh tú của lạc thất thất nhíu lại, hai mắt nhìn về phía hảo hữu. Vì sao chứ? Thí luyện nhất định sẽ có đủ loại nguy hiểm, lão sư cơ trí như vậy, ải cộng thêm thực lực mạnh như thế. Nếu như người đi thì tất nhiên sẽ có thể đảm bảo sự an toàn của mọi người, vì cái gì đối phương không chịu. Hắn, hắn, sẽ đùa giỡn lưu manh. Ngọc Phi Nhi cắn răng nói. Đùa giỡn lưu manh, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hắn chướng mắt ngươi. Còn tưởng rằng lý do gì, là thất thất khẽ lắc đầu. Nhân phẩm của lão sư, nàng rất là tin tưởng mười phần. Không nói đâu xa, bằng vào dung mạo của nàng tuyệt đối được coi là ngàn dặm mới tìm được một. So với Ngọc Phi Nhi công chúa này cũng không kém bao nhiêu, xinh đẹp như thế, lại còn sùng bái có thừa với người như vậy vậy mà người cũng không nhìn lấy một cái. Người điều ngoa như vậy, thì lại càng không có thể. Trước mắt tối sầm lại, thân thể Ngọc Phi Nhi run rẩy một cái. Có ý gì, cái gì gọi là trướng mắt ta cơ chứ? Ta cũng không kém cơ mà. Đường đường là công chúa, còn chưa nói trướng mắt hắn mà lại còn bị người ta nói hắn trướng mắt ta. Thất thất nói không sai, vị trương sư này có ánh mắt cực cao, học sinh vương dĩnh của hắn ta cũng đã gặp, so với ngươi còn xinh đẹp hơn thế nhưng hắn cũng không nhúc nhích hẳn là trướng mắt ngươi hình viễn gật đầu hắn ưa thích ngọc phi nhi nhìn thấy trương huyền ưu tú như thế lại có nhiều liên quan với nàng như vậy cho nên không nhịn được tìm người hỏi thăm một chút vị trương sư này không chỉ có so học sinh xinh đẹp hơn phi nhi mà cũng có không ít nữ tử cấp bậc công chúa truy cầu thế nhưng một mực không hề bị lay động phi nhi cũng rất xinh đẹp thế nhưng tính khí thực sự quá xấu a à cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp nhận được, đổi lại là người khác. Nhất định không cần phải suy nghĩ. Ngươi nói cái gì? Hai hàm răng cắn ken két, hai mắt Ngọc Phi Nhi trợn tròn, nhìn chầm chầm tới, mang theo sát ý trắng trợn. Hình viễn, có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa. Ta, hình viễn run lên, thấy hắn bị dọa cho sợ đến mức như vậy, ngô trấn ở bên cạnh mở miệng cười khẽ. Chỉ có điều, nụ cười còn chưa có mở rộng thì chỉ thấy Ngọc Phi Nhi đã lạnh lùng chầm chầm tới. Cười cái gì mà cười, có tin ta lại đánh ngươi một trầu nữa hay không? Mô Trấn run rẩy một cái. Các ngươi ẩm ý là chuyện của các ngươi, ta chỉ là người nhìn náo nhiệt, chuyện không liên quan gì tới ta a. À. Được rồi, đừng ồn ào nữa, ta đi mời lão sư. Phi Nhi, tốt nhất ngươi đừng nói chuyện, một khi chọc lão sư tức giận, ta sợ lão sư lại bảo ngươi giao tiền, hoặc là để ngươi rót rượu bóp chân A. À. Thấy còn không tìm được cửa vào địa cung thì bên này cũng đã cãi vã tán loạn, lạc thất thất khẽ lắc đầu. Nghe thấy câu giao tiền, lại nhớ tới thân phận tỷ nữ, phi nhi công chúa cắn chặt răng, muốn nói điều gì đó, thế nhưng rốt cuộc lại nói không nên lời. ồn ào dừng lại, lại nhìn về phía trước một phen, lúc này chiến đấu giữa Trương Huyền và Linh Thú đã không sai biệt lắm, đã kết thúc. Hơn 30 đầu Linh Thú nằm ở trên mặt đất, mỗi một đầu không ngừng rên rỉ dấp táp thê thảm lần này thợ săn cũng không cùng tiến lên nếu không có lẽ cũng sẽ phải nằm giống như chúng lão sư đánh ngã toàn bộ đám linh thú này lại vỗ tay một cái lúc trương huyền đang định rời đi thì đã nghe thấy tiếng gọi vang lên lạc thất thất đã đi tới trước mặt tiểu thất trương huyền mỉm cười khi đám người này vừa tới hắn cũng đã thấy dù sao cũng là vì cứu bọn họ cho nên nhìn thấy hay không nhìn thấy cũng không tính là gì. Lão sư, học sinh có một yêu cầu quá đáng." Đi tới trước mặt hắn, Lạc Thất Thất khom người nói. "Ồ, chúng con muốn mời lão sư cùng tham gia thí luyện của học viện." Lạc Thất Thất nói suy nghĩ của mình ra một lần. "Thí luyện?" Trương Huyền khoát tay áo nói. "Thôi được rồi, ta còn muốn trở về tụ hợp với đám người Hồng sư, đi Hồng Viễn danh sư học viện." Hồng sư bọn hắn đã rời đi rồi sửng sốt một chút lạc thất thất nói rời đi rồi sao trương huyền khẽ cau mày quán quân như hắn còn ở nơi này không có trở về làm sao người đã đi rồi chứ đúng vậy a à, vì không muốn làm chậm trễ khai giảng cho nên mọi người đã dùng phi chu của huyễn vũ hoàng thất đi tới đó hồng sư thấy ngươi không có trở về cho nên cũng đã xin chỉ thị từ mạc đường chủ sau khi có câu trả lời mới rời đi dường như nàng biết rất rõ chuyện này Lạc thất thất lập tức trả lời. Phi Chu, Trương Huyền nghi hoặc, ừm, là phương tiện giao thông mà chỉ đế quốc mới có, bình thường dùng cho đủ loại chiến sự. Do mấy chục đầu linh thú cùng khống chế, vài trăm người, hơn nghìn người cũng có thể cưỡi lên trên đó. Thấy vị lão sư luyện đan của mình ngay cả thứ này cũng chưa từng nghe qua, Lạc thất thất có chút nghi hoặc nhìn qua. Phi Chu, chỉ cần là danh sư đế quốc không có người nào không biết, hắn bác học biết nhiều như thế, lại có lão sư lợi hại như vậy, làm sao có thể chưa từng nghe qua được cơ chứ? chương 1166, Ngô Dương Tử 2 Trương Huyền khẽ gật đầu. Trước đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, một đế quốc có phạm vi lớn như thế, một khi xuất hiện chiến sự, muốn tăng binh là chuyện không có khả năng. Cũng không thể để cho binh sĩ đi tới đó cũng mất mấy năm a à. Hóa ra có loại vật này. Mấy chục đầu linh thú cùng khống chế, đồng thời có thể dung nạp ngàn người chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất của một đế quốc mới có phách lực như thế mà thôi. Đúng rồi, mấy học sinh của lão sư cũng được đám người hồng sư mang đi, hình như hắn có nói, người đi cùng dương sư cho nên không cần lo lắng tới an toàn của người. Vì vậy bọn hắn mới đi tới hồng viễn danh sư học viện chờ trước. Lạc thất thất tiếp tục nói. Trương Huyền cười khổ. Không nghĩ tới mình hôn mê ba ngày lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Sư rất mạnh mẽ, đi cùng với hắn thì nhất định sẽ an toàn thế nhưng bọn hắn có nằm mờ cũng không nghĩ ra vị dương sư lợi hại tới cực điểm này lại là giả dối không có thật căn bản không tồn tại trên đời được rồi lắc đầu vốn còn nghĩ đám người hồng sư rời khỏi sẽ không có người chiếu cố khi đó chỉ sợ đám người tôn cường sẽ có chút phiền phức hiện tại tất cả đã đi danh sư học viện chỉ cần đúng lúc hắn tới nơi là được vì vậy cũng không cần tiếp tục lo lắng các ngươi đang thí luyện gì vậy? Quay về huyễn vũ đế quốc cũng đã không còn ý nghĩa, Trương Huyền cũng không còn xoắn suýt gì nữa. Cho nên không nhịn được nhìn về phía lạc thất thất rồi hỏi một câu. Là, lạc thất thất trần chờ một chút, đổi thành truyền âm nói. Là, luyện khí sư lục tinh, địa cung ngô dương tử. Luyện khí sư lục tinh. Trương Huyền nhíu mày một cái. Ừm, vị ngô dương tử này là một vị luyện khí đại tông sư ba ngàn năm trước, cực kỳ nổi danh. Năng lực luyện khí không ai bằng, được coi là luyện khí đệ nhất nhân trong hồng viễn đế quốc vạn năm qua. Hiện tại thần ấn chấn quốc mà đế quốc sử dụng chính là thứ do hắn luyện chế thành công. Lạc thất thất nói, nếu như là luyện khí tông sư của hồng viễn đế quốc, làm sao địa cung lại ở chỗ này cơ chứ? Trương Huyền có chút nghi hoặc, hồng viễn đế quốc cách nơi này ít nhất trăm vạn cây số, một luyện khí đại sư làm sao lại chạy đến nơi đây làm gì? Cái này, lạc thất thất vào đầu, có chút xấu hổ. Hắn, bị người ta bắt đi. Bắt đi, đường đường là luyện khí đại tông sư lục tinh, chỉ sợ thực lực đã đạt tới thánh cấp, thế mà bị người ta bắt đi. Thật hay giả vậy? Lại nói, phía sau luyện khí sư liên quan tới luyện khí sư công hội, đây chính liên minh chức nghiệp bài danh phía trên toàn bộ đại lục A. Dám đối ra tay với người của bọn hắn, ai lớn gan như vậy chứ? Ừm, năng lực luyện khí của hắn rất mạnh, bị người ta ngấp nghé, có lẽ là bắt tới để hỗ trợ luyện chế binh khí. Bởi vì việc này cho nên danh sư đường, luyện khí sư công hội đã từng phái ra một lượng lớn cao thủ, thậm chí còn lật tung cả hồng viễn đế quốc một lần, thế nhưng cũng không tìm được. Lạc thất thất nói, cũng may mấy tháng gần đây, con tìm đọc rất nhiều cổ tịch. Cuối cùng cũng tìm ra được một chút dấu vết để lại. Người sao? Trương Huyền cảm thấy kỳ quái. Vô số cường giả cũng không tìm được, một danh sư ngũ tinh sơ kỳ, học viện năm thứ hai danh sư học viện như nàng làm sao có thể tìm được chứ? Quan trọng nhất là còn giãn cách thời gian mấy ngàn năm A. Kỳ thật, cũng chỉ là một phỏng đoán mà thôi, con không chỉ am hiểu luyện đan, đối với luyện khí cũng dấp táp ưa thích. Đối với vị luyện khí sư ngô dương tử này, từ sâu trong lòng luôn bội phục. Vì vậy mới chú tâm học phủ cầm luyện khí pháp của hắn, chỉ là, truyền thừa đã đoạn tuyệt, không có học hết được mà thôi lạc thất thất giải thích về sau con mới phát hiện ra ở trong cảnh nội huyến vũ đế quốc lại có bán ra loại vũ khí dùng loại phương pháp luyện khí này luyện chế ra sau đó một đường truy xét dưới cơ duyên xảo hợp đã tìm được địa đồ của địa cung vì vậy lúc này mới xin lệnh từ học viện đưa ra cơ hội thí luyện này đương nhiên đây rốt cuộc phải là địa cung của ngô dương tử tông sư hay không thì con cũng không biết được trương huyền khẽ gật đầu có thể từ phương pháp luyện khí tìm được dấu vết để lại vị lạc thất thất này quả thực là một người cố chấp. Cũng đúng a, à, nếu như không có loại cố chấp này, đường đường là cao sinh năm thứ hai của danh sư học viện, thiên tài hóa phàm lục trọng đỉnh phong cũng không có khả năng trực tiếp bái bản thân hắn làm sư phụ. Lại không có chút do dự nào cả. Mặc dù lão sư còn chưa có đi tới danh sư học viện để đưa tin, thế nhưng cũng đã coi như là người của học viện, hoàn toàn có tư cách tham dự. Hơn nữa, thí luyện này chỉ là dò xét địa cung có tồn tại hay không, còn rốt cuộc có quan hệ với Ngô Dương Tử hay không? Không quan trọng, chỉ cần thành công là có thể có được hai học phần, như vậy. Lão sư còn chưa có tiến vào học viện, chẳng khác nào đã có chỗ để dựa dẫm. Lạc Thất Thất cười nói, "Học phần? Trương Huyền nghi hoặc, là nhân viên quản lý sách báo của trường cao đẳng, cái từ này kiếp trước hắn đã từng nghe qua, làm sao danh sư học viện này cũng có loại thứ này cơ chứ?" A à, học phần là đồ vật đặc biệt mà hát sơ danh sư học viện mới có, nghe nói là khổng sư năm đó tự mình quyết định. Có tiêu chuẩn để chuyên môn đánh giá, học sinh có thể dùng thứ này mua sắm các loại tài nguyên tu luyện tốt hơn, chương trình học cao cấp hơn. Thậm chí còn có thể trao đổi với nhau, không có thứ này, sẽ nửa bước khó đi ở trong học viện. Có thể nói, đến danh sư học viện, Linh Thạch, Ngọc Phú chương trình học cũng không quá chân quý, học phần mới là quan trọng nhất. Lạc thất thất giải thích, ở trong danh sư học viện đều là danh sư loại hình như ngọc phù chương trình học linh thạch tất nhiên sẽ không quá thiếu cho nên có nắm giữ nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn học phần không đủ có phải sẽ không được tốt nghiệp hay không vẻ mặt trương huyền có chút cổ quái nhìn qua đương nhiên sẽ không học phần chỉ là tài sản để các học viên giao lưu mà thôi cũng không phải là chỗ dựa để tốt nghiệp làm sao có thể có chuyện học phần không đủ không cho tốt nghiệp cơ chứ Lạc Thất Thất nói, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng sẽ giống như trường cao đẳng kiếp trước, là học sinh muốn tốt nghiệp nhất định phải có đủ học phần, xem ra chỉ là tên tương tự mà thôi, cũng không phải là cùng một loại đồ vật. "Lão sư, có muốn đi cùng chúng con hay không? Nếu như nơi này thực sự là địa cung đã từng giam giữ Ngô Dương Tử tông sư, sẽ rất có khả năng có để lại truyền thừa của hắn." Lạc Thất Thất nói tiếp, "Truyền thừa sừng sốt một chút, đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Nghe nói luyện khí sư đều am hiểu luyện thể, nếu như thực sự có truyền thừa của hắn, có phải sẽ có công pháp luyện thể gì đó hay không? Mặc dù bây giờ linh nhục đã dung hợp hoàn mỹ, thế nhưng trên thực tế lực lượng thân thể vẫn còn có chút yếu kém. Một khi hồn thể đột phá ràng buộc 10 mét, như vậy nhất định còn sẽ xuất hiện hiện tượng không phù hợp. Vì vậy nếu có công pháp luyện thể có thể siêu tập thì tự nhiên là tốt nhất luyện khí sư, cả ngày tiếp xúc với lò lửa, khoáng thạch, sắt thép, thân thể nhất định phải cực mạnh mới được, cho nên bình thường đều sẽ có pháp môn luyện thể đặc biệt. chương 1167, phá trận ngân châm 1 Hẳn là có A, Ngô Dương Tử Tông Sư, không riêng gì luyện khí sư mà nghe nói cũng là một vị luyện thể đại sư. Không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, là thất thất sửng sốt một chút rồi mới nói. Vậy thì tốt, ta sẽ đi. Khẽ cười một tiếng, Trương Huyền gật đầu đồng ý. Luyện khí sư, yêu cầu đối với thân thể rất cao, lực lượng không đủ thì sẽ không thể rèn được rất nhiều vũ khí. Bởi vậy, mỗi một vị luyện khí sư trên cơ bản đều là người trong nghề đối với luyện thể. Nếu như có thể có được pháp quyết tu luyện của luyện khí sư lục tinh, như vậy tuyệt đối còn tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm ở Huyễn Vũ Đế quốc. Được, nghe thấy lão sư đã đồng ý, Lạc Thất Thất rất là kích động cho dù thời gian tiếp xúc với vị lão sư luyện đan này không nhiều, thế nhưng hắn lại khiến cho người ta có một loại cảm giác sâu không thấy đáy. Có hắn đi theo, nhất định sẽ yên tâm hơn không ít. Bên này nói xong, lại gọi mọi người một tiếng. đám người phi nhi công chúa lập tức đi tới trước mặt hai người. chuyện đánh cực hóa thành chỉ là ta thua, chỉ có điều đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm gì ta cũng được. vừa đến trước mặt thì phi nhi công chúa đã cắn răng nhìn qua. Linh thạch ta sẽ chuẩn bị, chỉ có điều phải trở lại Hồng Viễn Đế quốc mới có thể đưa cho ngươi được. Hóa Thanh chỉ xuất hiện biến cố, ta cũng không có thắng, ngươi cũng không có thua. Coi như chúng ta ngang tay đi. Thấy bộ dáng này của nàng, đồng thời cũng không có ý định chống chế, Trương Huyền khẽ cười một tiếng. Hóa Thanh chỉ là hắn làm sập, mặc dù cũng đã bồi thường. Thế nhưng trên thực tế vẫn rất là lúng túng. Thời gian còn chưa tới, giữa nửa đường đã xuất hiện biến cố cho nên đương nhiên cũng không có cái gì gọi là thắng thua ngang tay phi nhi công chúa sững sờ vốn nàng cho rằng nhất định đối phương sẽ thừa cơ vơ vét để cho nàng tiếp tục làm tì nữ gì đó hoặc là lại nói lời lạnh nhạt khiến cho nàng khó xử thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại nói ngang tay thật sự hắn hào phóng như vậy sao không sai đương nhiên là vậy nếu như ngươi không phục thì chúng ta có thể tiếp tục đánh cược chỉ cần ngươi nguyện ý thì ta sẽ tùy thời đón tiếp. Trương Huyền nói, khóe miệng giật giật một cái, Phi Nhi công chúa lập tức vội vàng lắc đầu. Không cần, mới vừa rồi nàng còn cảm giác đối phương hào phóng mà đối phương đã nói ra lời này, xem ra tất cả đều là giả. Tùy thời đón tiếp, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Liên tục hai lần thua như vậy, nếu như thực sự tiếp tục đánh cược, có lẽ đến cuối cùng đoán chừng ta sẽ thua tới mức ngay cả cọng lông cũng không thừa một cái. Các ngươi có muốn đánh cược cùng ta hay không? Thấy nữ nhân này lại sợ đến mức như vậy, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu, lại nhìn về phía đám người hình viễn. Không có người nào đánh cược chẳng khác nào mất đi nguồn kinh tế. Mà nương theo tu luyện, Trung Quy cũng có ngày sẽ sử dụng hết linh thạch A. Không đánh. Đám người hình viễn đồng thời giật nảy mình. Cá với ngươi sao? Trên cơ bản đều thua, dù là kẻ ngu ngốc đi chăng nữa cũng sẽ không muốn sống như thế a. Ai? muốn thua cũng không có cơ hội. Thấy ngay cả đánh cược cũng không có người nào nguyện ý, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu. Những người này thực sự đều là cao sinh của danh sư học viện hay sao? Đánh cược cũng không dám, cũng quá yếu a. À. Nếu như để cho mọi người biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt, căn bản không phải là bọn hắn yếu, mà là ngươi quá mạnh có được không? Người ta phá giải bia đá, dùng vài chục năm cũng không làm được, thế nhưng ngươi lại dùng vài giây Hóa thanh chỉ hấp thu linh khí, người khác dùng ngày mà ngươi lại dùng vài phút đồng hồ. Ai cũng biết một khi đánh cược sẽ tất thua, bọn hắn cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt như vậy a. À. Chúng ta mau mau đi địa cung đi. Biết phía sau trương huyền còn có lão sư mà ngay cả mạc đường chủ cũng phải kính sợ, thực lực bản thân lại cường đại như thế. Đám người hình viễn không dám tiếp tục xem hắn là một tân sinh bình thường, mà là trở thành người cùng thế hệ, không dám có chút khinh thị nào cả. Việc cấp bách là tìm kiếm cửa vào của địa cung, mọi người đã quen biết nhau cho nên cũng không có nói chuyện. Cả đám tăng thêm tốc độ, vòng qua sơn mạch trước mắt, sau đó lập tức đi vào một cái sơn cốc khá rộng. Dựa theo trên bản đồ miêu tả, hẳn là địa cung ở đây. Lạc Thất Thất ngừng lại. Chỗ này sao? Đám người hình viễn nhìn nhau, không hiểu ra sao. Sơn cốc trước mắt này không phải là rất lớn, thoạt nhìn cũng hết sức bình thường, đầu đầu cũng có cây cối, chim thước kêu to tràn ngập sinh cơ, không nhìn ra có một chút bộ dáng của địa cung mảy may nào. Có phải là tin tức đã tính sai, hoặc là tìm sai nơi hay không? Ừm, vũ khí dùng phủ cầm luyện khí pháp để luyện chế ra bị một thợ săn phát hiện ra ở đây. Trong vòng 3.000 năm, nơi này tổng cộng đã xuất hiện qua 7 thanh vũ khí có cùng một thủ pháp luyện chế, lại thêm tất cả tin tức tổng hợp mà ta có được, nơi đây tất nhiên sẽ có một địa cung. Lạc thất thất nói, nhưng nơi này linh khí rất bình ổn, không có chút dị thường nào, cũng không giống như là có trận pháp A. Đám người hình viễn khẽ cao mày. Nếu có địa cung mà không nhìn thấy, như vậy đã nói nhất định là có trận pháp, ẩn giấu đi dấu vết, thế nhưng... Trước mắt linh khí khá bình ổn, không có chút ba động nào, căn bản không giống như có trận pháp A. Để ta tới dò xét, ta là trận pháp sư ngô tinh, có trận pháp hay không hẳn là có thể tìm ra được, lại còn đồng thời phá giải. Ngọc Phi Nhi công chúa đi tới phía trước, đám người này có thể tạo thành đội ngũ, cùng đi thí luyện như vậy cũng không phải là quan hệ tốt là có thể tạo thành một đội, mà còn có thể bổ sung trên phương diện chức nghiệp cho nhau. Bình thường khảo hạch danh sư ngũ tinh cần phải có 5 chức nghiệp phụ trợ đạt tới ngũ tinh, Ngọc Phi Nhi công chúa vừa vặn có một chức nghiệp trận pháp sư ngũ tinh. Ừm, mọi người gật đầu, cổ tay Phi Nhi công chúa khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái la bàn, nàng đi dọc theo sơn cốc một vòng, một mặt đi lại, một mặt tìm kiếm, một lát sau nàng mới ngừng lại. Cổ tay ngọc khẽ đảo, lại lấy ra một cái trường mâu sắc nhọn. Trường 1168, phá trận ngân châm 2. Không biết nó dùng thứ gì để luyện chế mà thành, phía trên có điêu khắc từng đạo hoa văn đặc thù, tản mát ra hàn mang khiến cho người ta kính sợ. Đây là ngân châm phá trận. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của đám người diệp tiền, là thất thất giải thích. Ngân châm phá trận. Ừm, một chút trận pháp có cấp bậc cao, hấp thu linh khí thiên địa mà nương theo địa hình sẽ được che giấu, rất khó phát hiện ra được. Muốn làm cho nó hiện hình thì phải cần thứ này. Phía trên có điều khắc trận văn đặc thù, có thể làm cho linh khí từ trận pháp vững chắc bị phát tán ra, làm cho mất cân bằng linh khí, từ đó khiến cho trận pháp lộ ra nguyên hình. Lạc Thất Thất nói. Mọi người hiểu ra, đồng thời gật đầu. Trương Huyền cũng lên tiếng, có chút kỳ quái nhìn qua. Ngân Châm Phá trận hắn đã từng đọc qua giới thiệu ở trong thư tịch của trận pháp sư công hội. Nghe nói nó nắm giữ công hiệu loại bỏ trận pháp, vốn hắn cho rằng chỉ có trận pháp sư công hội cấp bậc cao hơn thì mới có thể nhìn thấy được nó, không nghĩ tới trên người vị Ngọc Phi Nhi công chúa này lại có một cái. Xem ra, quả thực trước khi bọn họ đến đây đã có chuẩn bị. Lấy Ngân Châm Phá trận ra, Ngọc Phi Nhi công chúa cũng không có gấp gáp hành động mà là cầm la bàn, lần nữa di chuyển vài vòng sau đó lại xoay người bốc mấy nắm đất, lại nhổ mấy cây cỏ dại. Trận pháp lợi hại có thể căn cứ vào hoàn cảnh chung quanh mà sửa đổi nhược điểm, không tìm thấy vị trí mấu chốt nhất. Cho dù cốt rút ra nhiều linh khí hơn nữa cũng sẽ không tạo thành bất cứ tác dụng đối với đại trận. Cũng giống như muốn lật úp một chiếc thuyền lớn vậy, nhất định phải tạo ra một cái động lớn ở vị trí then chốt, không có tìm đúng vị trí thì coi như trên bong thuyền có lỗ thủng lớn tới đâu thì hiệu quả cũng không lớn. Các ngươi lui ra phía sau, lại nhìn một vòng, dường như đã tìm được thứ gì đó, Ngọc Phi Nhi quay đầu nhìn về phía mọi người rồi khoát tay áo. Mấy người lạc thất thất người biết phá trận pháp sẽ nguy hiểm cho nên cũng không nhiều lời mà lui về phía sau, chỉ trong chốc lát đã đi tới bên ngoài sân cốc. Thấy các nàng rời khỏi, Ngọc Phi Nhi công chúa lại không còn có bộ dáng như trước đó nữa. Đôi mi thanh tú nhíu lên, vẻ mặt có chút ngưng trọng, trong nháy mắt khí độ sinh ra, khí khái anh hùng hừng hực làm cho người ta có một loại cảm giác không dám khinh nhờn. Siêu, cổ tay nàng run lên, ngân châm phá trận rời khỏi tay, cắm xuống dọc theo một chỗ cách đó không xa. Ngay sau đó, ngón tay nàng liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, bỗng nhiên lại điểm một cái. Ông, ngân châm ở trên mặt đất lập tức quay tròn xoay tròn. Nương theo nó xoay tròn, trận văn ở mặt ngoài ngân châm giống như là biến thành một vòng xoáy hấp thu linh khí làm cho linh khí ở chung quanh bị quét sạch, cuối cùng tạo thành một cái trụ linh khí, lan tràn lên trên bầu trời. Ngân châm phá trận có thể rút ra linh khí ở chung quanh, một khi linh khí xuất hiện ba động kịch liệt, cho dù trận pháp có che giấu lợi hại hơn nữa thì cũng sẽ phải lỗ nguyên hình. Lạc thất thất giải thích. Trương Huyền gật đầu. Trận pháp dùng linh khí để duy trì, linh khí bị rút hết, tự nhiên sẽ mất đi cân bằng, phải lộ mặt, cũng có cùng đạo lý như cha xét manh mối vậy hóa thanh chỉ sụp đổ cũng là bởi vì sự cân bằng bị phá vỡ. Siêu siêu siêu, ngân châm càng chuyển động càng nhanh, linh khí cũng càng ngày càng bị rút ra nhiều hơn. Rất nhanh, trên trán phi nhi công chúa đã toát ra mồ hôi. Mở, hét lên một tiếng, ngân châm chung quanh lắc lư kịch liệt một hồi, dường như có mê vụ, lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên là có trận pháp. Nhìn thấy mê vụ, ánh mắt mọi người sáng lên. Mê vụ xuất hiện là tiêu chí của trận pháp, có thứ này hiện lên đã nói rõ nơi này quả thực đã ẩn giấu đi một trận pháp rất là lợi hại. Nói cách khác, suy đoán của Lạc Thất Thất là chính xác, nơi này vô cùng có khả năng có một tòa địa cung. Ô ô ô ô. Giờ phút này, ngân châm chuyển động càng lúc càng nhanh, trên mặt Phi Nhi công chúa đã tràn ngập vẻ mỏi mệt. Có thể che giấu nhiều năm như vậy khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng không phát hiện ra. Như vậy trận pháp này tất nhiên cũng sẽ không thấp Coi như nàng là trận pháp sư ngũ tinh thì giờ phút này cũng có chút không kiên trì nổi. Phu, phun ra một ngụm chọc khí, nàng ngừng lại, cả người giống như là tê liệt, không để ý tới hình tượng mà ngồi bệt xuống dưới đất. Thế nào rồi? Thấy nàng có dạng này, lạc thất thất vội vàng vào tới, cho nàng ăn hồi khí đan, lúc này vẻ mặt nàng mới khôi phục được một chút. Nơi này có một đại trận lục cấp, tu vi hiện tại của ta còn chưa đủ, không có cách nào triệt để dẫn nó ra được. Điều chỉnh một chút, phi nhi công chúa đứng dậy, không nhịn được phải khẽ lắc đầu. Vừa rồi nàng đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ khiến cho trận pháp như ẩn như hiện, muốn làm cho nó triệt để lộ ra ở trước mặt mọi người, rõ ràng nàng có tâm mà không có lực A. À. Người cũng không làm nó hiện ra được, vậy làm sao đi vào được chứ? Lạc thất thất khẽ cao mày. Trận pháp không bị lộ ra, tự nhiên cũng không có cách nào phá giải được, càng không phải nói tới việc tiến vào địa cung trước khi tới đây nàng đã âm thầm thề phải hoàn thành thí luyện thế nhưng dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới bước đầu tiên đã bị cản ở ngoài cửa nếu cứ trở về như vậy có lẽ nàng sẽ bị không ít người cười tới dụng răng a à. ta cũng không biết phi nhi công chúa khẽ lắc đầu vốn nàng cho rằng bằng vào năng lực trận pháp sư ngũ tinh của nàng coi như không phá hết trận pháp muốn làm nó hiện hình cũng rất đơn giản thế nhưng không nghĩ tới mình suy nghĩ cả nửa ngày lại không công mà lui cho nên nàng không nhịn được có chút mất tinh thần nếu thực sự không được thì ta nghỉ ngơi một chút thử một lần nữa nàng cắn răng đang muốn nói tiếp thì đã nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên nếu cứ phá trận như vậy nhất định sẽ không được quay đầu nhìn lại chỉ thấy trương huyền đã đi tới trước mặt nàng ngươi cũng hiểu phá trận hay sao thấy là hắn mở miệng nói chuyện phi nhi công chúa hử lạnh một tiếng nếu như vậy không được không biết ngươi có cao kiến gì không cao kiến thì không dám nhận đã xác định ở nơi này có trận pháp như vậy trực tiếp phá giải trận pháp không phải đơn giản hơn sao tại sao phải làm cho nó lộ ra mất thêm một công đoạn như vậy chứ trương huyền nói mục đích tới đây là tìm địa cung bị che giấu trực tiếp phá vỡ trận pháp không được hay sao vì sao phải nhất định bước nó hiện hình tốn công như thế chứ trực tiếp phá giải hừ người có biết trận pháp hay không Phi Nhi công chúa hất ống tay áo lên, hừ lạnh một tiếng. chương 1169, địa cung 1 Trận pháp không bộc lộ hình thái, người biết nó là khốn, sát hay là mê, huyễn trận cơ chứ. Chuyện này rất giống như chiến đấu với linh thú vậy, người ngay cả nó là cái gì cũng không biết, cũng không rõ ràng điểm thiếu sót mà đã nói muốn chém giết nó. Nói đùa cái gì vậy chứ? Chỉ cần là người hơi hiểu chút trận pháp thì sẽ không đến mức nói như vậy a. À trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, lịch sử truyền thừa lâu đời, coi như so với danh sư cũng không thua kém hơn bao nhiêu, là chức nghiệp bài danh phía trên ở trong toàn bộ đại lục. Học vấn huyền ảo như thế, thế mà dám mở miệng nói phá giải là được, người nói thật là dễ dàng a. Phi Nhi công chúa tiếp tục khẽ nói, hình như ác khí liên tục đánh cược thua hai lần rốt cuộc cũng có cơ hội bạo phát. Nàng đứng dậy, lông nhìn hướng lên, lại nhìn qua bốn phía, mang theo ý chỉ điểm gian Sơn mặc dù sơn cốc này không lớn, thế nhưng cũng có hơn 100 mẫu, đủ loại cây cối hoa cỏ chiều cao san sát nhau, khoảng cách không dưới mấy trăm vạn. Nếu như xếp hình ngay tại chỗ, phía xa trùng trùng điệp điệp, gần núi sáng bóng, bên trái gần dương, mặt là phải âm. Đây là bảo địa trận pháp dương trước âm, thiên hối khí, thích hợp để bố trí đủ loại trận pháp. Trận pháp lục cấp có thể bố trí ước chừng một vạn 4,372 loại, mỗi một loại cũng có vô số biến hóa, nếu như không nhìn thấy trận pháp kích hoạt, cẩn thận thôi diễn thì cũng không biết nó là loại nào. Không biết trận pháp, không biết biến hóa, không biết phạm vi, không biết mạnh yếu. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, vậy ngươi định phá giải như thế nào? Hơi vung tay lên, Phi Nhi công chúa hử lạnh một tiếng. Đám người hình viễn liên tục gật đầu. Ngọc Phi Nhi này cho dù điêu ngoa, làm sự tình mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, thế nhưng ở trên trận pháp, quả thực không đơn giản, coi như ở trong toàn bộ danh sư học viện thì nàng cũng rất là nổi danh. Nếu không, khi lạc thất thất nhận nhiệm vụ cũng sẽ không mời nàng tới. Được rồi, Phi Nhi, lão sư không tinh thông đối với trận pháp, người có thể nói nhẹ nhàng một chút, loại giọng nói này, người muốn làm gì? Không nghĩ tới lão sư chỉ nói một câu đã khiến cho hảo hữu nói ra nhiều lời nói đánh mặt rõ ràng như vậy, đôi mi thanh tú của lạc thất thất nhíu lại. Bản thân vị lão sư này ở bên trên luyện đan, quả thực không thể nói, luyện đan sư lục tinh cũng có khả năng không nhìn thấy được bóng lưng. Thế nhưng, bên trên trận pháp nhất đạo, cũng có chút yếu kém. Chỉ là, chuyện này cũng rất bình thường, không có khả năng có một người cái gì cũng mạnh. Cũng không có phức tạp như người nói vậy chứ. Trận pháp không phải do trận kỳ kết hợp với môi trường tự nhiên rồi hình thành hay sao? Chỉ cần tìm được trận kỳ, muốn phá vỡ chẳng phải rất đơn giản hay sao? Không thèm để ý lời trách mắng của đối phương, Trương Huyền nói: "Trận pháp là do trận kỳ tạo thành, nhưng trận kỳ có bao nhiêu tổ hợp ngươi biết không? Coi như ngươi biết trận kỳ ở đâu, muốn loại bỏ thì cũng cần lấy đi từng cái có trình tự. Chỉ cần xuất hiện một chỗ sai lầm thì có thể gây ra trận pháp phản phệ, làm cho tất cả mọi người chết ngay tại chỗ." Nghe hắn càng nói càng vô tri, Ngọc Phi Nhi tức giận tới mức sắc mặt đỏ bừng. "Ngươi nói vậy là có ý gì? Sớm biết tên này một chữ cũng không biết đối với trận pháp" như vậy lúc trước nàng đã tỉ thí trận pháp với hắn, như vậy làm sao tới mức thua liền hai lần chứ? Khủ khủ, lão sư, trận pháp không dễ dàng phá giải như vậy, nhất là loại trận pháp che giấu này, trận kỳ căn bản không dễ tìm được. Lạc thất thất cũng hơi đỏ mặt, vội vàng nói một câu. Chỉ là nàng còn chưa nói dứt lời thì chỉ thấy thanh niên trước mắt đã gãi đầu một cái, đạp mạnh lên trên mặt đất. Siêu! Một cái trận kỳ từ dưới đất bắn ra ngoài, rơi vào trong lòng bàn tay hắn mà hắn thì dùng vẻ mặt ngượng ngùng nhìn lại chỗ mọi người người nói trận kỳ là cái này phải không ta cảm thấy cũng không có khó khăn như các ngươi nói a à. a à, tất cả mọi người đều ngây người mỗi người đều có vẻ mặt giống như gặp quỷ vậy mới vừa rồi bọn họ còn cảm thấy hắn nói không nghiêm túc cái gì cũng không hiểu mà hai mắt của ngọc phi nhi thì trợn chừng đến mức sắp rơi ra khỏi hốc mắt cũng sắp phát điên thật hay giả vậy nàng mệt đầu đầy mồ hôi, toàn thân hư thoát, thiếu chút nữa đã mất mạng ngay tại chỗ, kết quả ngay cả một cọng lông của trận pháp cũng không thấy một cái. Mà bàn chân tên này tùy tiện đạp mạnh lên trên mặt đất. Trận kỳ đã bị lấy ra. Có cần khoa trương như vậy hay không? Cái này, hình như là... Lạc thất thất nuốt một ngụm nước bọt. Trận kỳ trước mắt này bộ dáng cổ điển, hơn nữa đã bị ăn mòn rất nghiêm trọng, vừa nhìn đã biết nó đã được chôn dưới đất thời gian rất dài, có lẽ chính là của trận pháp như ẩn như hiện vừa rồi kia. Phi Nhi, ngươi nhìn xem. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn sang. Nhìn cái gì, coi như hắn trùng hợp tìm được một cái trận kỳ, nếu như không theo trình tự tìm thấy cái khác thì cũng là vô dụng. Nếu như trận pháp dễ dàng bị hủy đi như vậy thì trận pháp sư lục tinh cũng không đáng giá. Đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, Phi Nhi công chúa cắn răng nói. Coi như người trùng hợp tìm được một cái trận kỳ thì thế nào chứ? một trận pháp lợi hại chỉ ít có hàng trăm cây trận kỳ hơn nữa phân tán ở các nơi tìm được một cái mặc dù có thể thay đổi kết cấu trận pháp thế nhưng nếu muốn triệt để phá hư vẫn không làm được làm như vậy ngược lại còn có khả năng bởi vì vô ý mà triệt để dẫn bạo trận pháp một đại trận được duy trì mấy ngàn năm linh khí tích lũy rất là đáng sợ một khi dẫn bạo sẽ vô cùng có khả năng giống như hóa thanh trì trước đó vậy ngay cả hóa phạm bát trọng cũng không chống chọi được mà nổ thành bánh thịt tại chỗ trận pháp không phải trò đùa nếu như đơn giản như vậy đã có thể loại bỏ như vậy không phải trận pháp sư ngũ tinh lục tinh đã học uổng công rồi hay sao càng nghĩ càng giận phi nhi công chúa đang muốn nói tiếp thì đã cảm thấy cánh tay bị người ta bấm một cái nàng ngẩng đầu nhìn lên chính là hảo hữu khuê mật lạc thất thất của mình nàng không nhịn được nhướng mày làm sao vậy ngươi không vội nói đã Trước tiên nhìn bên kia đi." Lạc Thất Thất hơi đỏ mặt. "Bên kia?" Đôi mi thành tú nhíu lại, Phi Nhi công chúa không nhịn được quay đầu. Vừa xem xét qua, khóe miệng nàng giật giật một cái, thiếu chút nữa đã ngất đi tại chỗ. Chỉ thấy người thanh niên mới vừa rồi còn đứng ở cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã tiến lên phía trước hơn 20 mét có thừa. Đang xoay người rút ra một cái trận kỳ từ dưới đất, vừa đi vừa rút, giống như nông dân nhỏ tỏi vậy chỗ cao hứng thậm chí còn huyết sáo. Xuyệt, xuyệt, xuyệt xuyệt. Hai mắt đảo một vòng. Phi Nhi công chúa thiếu chút nữa đã khóc. Có cần khoa trương như vậy hay không? Trương 1170, địa cung 2. Đây chính là trận pháp ẩn giấu mà ta tốn sức chín châu hai hổ cũng không thể để nó hiện hình. Người đi một bước rút một cái, đi một bước rút một cái. Người khác đối phó với trận pháp che giấu đều là trước tiên dùng ngân châm phá trận để nó hiện hình, sau đó lại căn cứ vào uy lực và hình dạng của nó để xác định là trận pháp loại nào kế tiếp lại tìm sinh môn thì triển ra đủ loại thủ đoạn phá giải tên này thì tốt ngay cả trận pháp là cái gì cũng không biết mà đã bắt đầu rút trận kỳ người điên hay sao đương nhiên nếu như chỉ là rút trận kỳ ra không ít người cũng có thể làm được thế nhưng người không biết trận pháp sao có thể rút ra hùng hồn như thế thản nhiên như vậy chứ nhất là còn huyết sáo người đã tự tin như vậy, không sợ gặp phải phản vệ hay sao? May mắn vừa rồi nàng không đánh cược phá trận với hắn, nếu không, chỉ sợ hiện tại càng khó mà xoay người hơn. Hình như, lão sư, biết vị trí của mỗi một cái trận kỳ, cũng biết phải rút như thế nào mới không khiến cho nó phản vệ. Ít hầu lạc thất thất phát khô. Trước đó, khi nàng nghe được những lời kia vẫn còn tưởng rằng vị lão sư này chỉ tinh thông luyện đan, đối với trận pháp một chữ cũng không biết thế nhưng bây giờ mới biết đâu phải là không thông quả thực là quá thông ngay cả trận pháp sư ngũ tinh như phi nhi công chúa cũng kém xa tiết tắc thậm chí những trận pháp sư am hiểu phá trận nhất trong học viện cũng làm không được như vậy a à. người nhìn xem định vị chính xác bước chân nhàn nhã ánh mắt bất đắc dí lại còn huyết sáo rất phong cách Hóa, chẳng lẽ trận pháp này là do người bố trí sao nếu không làm sao người lại quen thuộc như vậy chứ cái này, cứ vậy, trận pháp đã bị phá hay sao? Hình viễn, Ngô Trấn và Diệp Tiền cũng mở to hai mắt ra nhìn, mỗi người đều nhìn nhau. Trận pháp ẩn giấu là một trong những trận pháp khó phá nhất, không chỉ có thể che giấu tầm mắt của người ta mà càng quan trọng hơn là không hiện hình. Vì vậy bình thường căn bản không biết nên phá giải như thế nào. Một bên huyết sáo, một bên rút trận kỳ từ dưới đất ra. Loại phương pháp phá trận này bọn họ chưa từng nghe qua, làm sao lại giống như nằm mơ như vậy chứ? Được rồi. Trong lúc mọi người đang trợn mắt hốc mồm thì chỉ thấy bàn tay người thanh niên kia lắc một cái, thu một đống trận kỳ vào trong giới chỉ chữ vật. Sau đó lại vỗ vỗ bụi bặm trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nhìn qua mọi người. Mặc dù những trận kỳ này đã bị hủ thực, thế nhưng cũng có thể bố trí trận pháp lục cấp, hơn nữa còn là lão ngoan đồng, có giá trị không nhỏ, trước tiên cứ giữ lại rồi nói sau. Nhìn thấy toàn bộ trận kỳ đã bị lấy ra, mấy người vội vàng nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy sơn cốc minh mông vừa rồi đã xảy ra biến hóa. Một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, cao chừng hơn hai trượng, không biết được rèn từ thứ gì, phía trên có kỹ loang lổ, vừa nhìn đã biết chỉ ít cũng đã tồn tại được ngoài ngàn năm. Đằng sau cửa là một cầu thang đá đi xuống phía dưới, một mực đi xuống phía dưới, không nhìn thấy tận cung. Quả nhiên là địa cung. Nhìn thấy trận pháp đã mất đi ẩn giấu, hiện ra nguyên hình, lộ ra cửa ánh mắt mọi người tỏa sáng xem ra tin tức mà lạc thất thất lấy được chuẩn xác không sai chuyện này cũng khó trách nếu như không phải thẩm tra và đối chiếu tin tức đồng thời cũng đưa ra phán đoán như vậy thì học viện cũng không có khả năng đưa ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành thưởng cho học phần đi vào đi hai mắt hình viễn tỏa sáng trước tiên không vội địa cung này không biết đã bao nhiêu năm không có mở ra có thể bên trong sẽ có đủ loại trướng khí lạc thất thất chặn ở phía trước, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái bình ngọc. Đây là giải độc đan mà ta chuyên môn luyện chế ra, có thể hóa giải một ngàn loại trướng khí sinh sôi ở trong địa cung. Nói xong, nàng mở bình ngọc ra, từng viên từng viên đan dược tròn vo lăn ra. Địa cung, quanh năm không mở ra, xác thối, sâu bọ, không khí trong đó không lưu thông. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân cho nên sẽ khiến cho bên trong xuất hiện khí độc. Nếu muốn đi vào, nhất định phải sớm chuẩn bị dược vật tương ứng, nếu không, coi như là cường giả kiều thiên cảnh cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Ừm, mọi người biết rõ nguy hiểm, cho nên đều tiếp nhận một viên rồi nuốt xuống. Trương Huyền không quan tâm, cũng lấy ra một viên rồi đặt ở trong miệng. Ngô Trấn, người tinh thông đủ loại cơ quan, một lát nữa đành phải nhờ vào ngươi. Thấy mọi người đã nuốt giải độc đan, lạc thất thất lần nữa nhìn về phía Ngô Trấn cách đó không xa. Trong mọi người, Ngô Trấn nắm giữ chức nghiệp Thiên công sư, đối với đủ loại cơ quan, bẫy dập hiểu rõ như lòng bàn tay. Cung điện bên dưới lòng đất nguy cơ trùng trùng, ai cũng không dám cam đoan sẽ không có cơ quan tồn tại. Yên tâm đi. Cổ tay khẽ đảo, Ngô Trấn lấy ra một đồ vật tương tự như dù che mưa. Chính là Thiên cơ tán mà các thiên công sư chuyên dùng để phá giải cơ quan. Đi xuống. Thiên cơ tán mở ra, Ngô Trấn dẫn đầu đi đến cửa. Mọi người không trần chờ nữa mà nối đuôi nhau đi theo ở phía sau. Trương Huyền thấy đối phương đã có chuẩn bị cho nên cũng không nhiều lời, đi theo sau lưng là thất thất đi thẳng về phía trước. Siêu, đi vào cửa lớn thì lập tức nhìn thấy một màu đen kịt, giống như là mắt mù vậy. Hình viễn tiến về phía trước một bước, bàn tay lắc một cái, mấy viên dạ Minh Châu đã lăng dọc theo cầu thang xuống phía dưới, lập tức tản ra một mảnh ánh sáng chiếu rọi phía dưới cầu thang ở phía dưới vẫn kéo dài xuống, trong thời gian ngắn không nhìn thấy được tận cùng. Tiếp tục, nhìn quanh hai bên một vòng, xác nhận an toàn, lúc này Ngô chấn mới thấp giọng hô một tiếng, dẫn đầu đi xuống phía dưới. Chương 1171, hai tấm bia đá một. Càng đi xuống phía dưới thì lại càng cảm thấy âm lãnh, khiến cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như đi vào một cái mộ địa tràn ngập âm hồn vậy. May mắn mà bốn phía chỉ là bức tường mà địa cung bình thường nên có, đồng thời cũng không có cơ quan, trận pháp gì. Cho nên mới khiến cho người ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đi xuống được chừng mấy trăm mét thì đã đi tới một cái cung điện rộng lớn ở dưới đất. Hình Viễn lần nữa lấy ra Dạ Minh Châu, nhẹ nhàng ném ra. Cộc cộc. Minh Châu lăn ra bốn phía, cả phòng xuất hiện ánh sáng lập loè. Tia sáng không mạnh, chỉ có điều, thực lực của tất cả mọi người không yếu. C.S. Onan có thể nhìn thấy rõ tình cảnh trước mắt. Ở cách thềm đá không xa là một cái cầu nhỏ không lớn, dòng nước róc rách, sương mù đập vào mặt, địa cung không biết đã bị phong bế bao nhiêu năm, thế nhưng không những không làm cho người ta có cảm giác buồn bực mà ngược lại còn giống như bên ngoài vậy, không khí rất trong lành. Loại tình cảnh này, coi như là sớm chuẩn bị thì cũng không ngờ tới được. Trước khi xuống phía dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy đó là địa cung không biết đã phong bế bao lâu, cho nên tất nhiên trong đó sẽ có vô số khí tức khó ngửi, càng có trầm tích trướng khí không tiêu tan. Ai có thể nghĩ tới ở trong lòng đất sâu như vậy lại không có gì khác nhau so với phía trên cơ chứ? Mọi người cẩn thận, địa cung này có lẽ là vì rất nhiều người ở lại cho nên mới được kiến tạo, nếu không không có khả năng dễ dàng để lộ tin tức như vậy." Ngô Trấn nói. "Ở lại?" Mọi người cau mày. "Không sai, nếu như ít người thì không cần thiết tốn tinh lực lớn để đưa vào một dòng sông." càng không cần thiết để làm cho một cái huyệt động trở nên như bên ngoài như vậy. Tất nhiên phải là nơi để cho rất nhiều người ở lại, cũng không lộ tin tức như thế. Đồng thời cũng không chịu đựng nhiều người hít thở như vậy. Ngô Trấn giải thích, hắn tinh thông cơ quan, biết dẫn dòng sông xuống dưới đất phiền phức tới cỡ nào. Rất rõ ràng việc để lộ tin tức như vậy cần phải cần phải trả một cái giá lớn cỡ nào. Nếu như chỉ là nơi tạm cư của một số ít người, như thế vậy địa phương minh mông như thế cũng không ngại buồn bực suốt ngày, cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian, chỉ có nhiều người ở lại mới để lộ tin tức, đồng thời cũng rất dễ ngạt thở. Nghe thấy giải thích của hắn, Trương Huyền khẽ gật đầu. Lần trước đi Vu Hồn Ngộ, rất rõ ràng hắn cũng có chút buồn bực, ở bên trên phương diện không khí lưu thông, kém xa nơi này. Chẳng lẽ, người bắt Ngô Dương tử đại tông sư đi không phải là một người, mà là rất nhiều người? Lạc Thất thất nháy nháy mắt. Căn cứ vào điều tra của nàng, địa cung này có quan hệ với Ngô Dương Tử, thậm chí rất có khả năng lúc trước vị đại tông sư này đã bị bắt tới đây. Nơi mà rất nhiều người ở lại, mà không phải là một hai người. Chẳng lẽ vị đại tông sư này cũng không phải bị một người trói đi, mà là bị một đám người bắt giữ? Chuyện này ta cũng không biết. Ngô Trấn khẽ lắc đầu. Bên kia có bia đá, đi qua nhìn một chút. Ở cây cầu phía trước có một tấm bia đá không lớn, dưới ánh sáng lờ mờ tối tăm có thể ngờ ngợi nhìn thấy phía trên ghi chép cái gì. Đi tới trước mặt, ba chữ to lập tức đập vào mắt mọi người. Vọng Hương cư. Lạc Thất thất cau mày. Địa cung bình thường không phải mộ huyệt thì chính là trụ sở bí mật của một thế lực hoặc là chỗ ẩn cư. Lại còn ghi ra ba chữ này, có ý tứ gì chứ? Những chữ này có chút cổ quái. Diệp Tiền cau mày. Ồ, nghe thấy hắn nói chen vào, tất cả đều mọi người nhìn qua. Vị thái tử này mặc dù chỉ là nửa bước danh sư ngũ tinh, thế nhưng ở bên trên thư hỏa nhất đạo lại đạt đến cấp bậc ngũ tinh, có sự mẫn cảm tự nhiên đối với những vật này. Chữ có đôi khi có thể đại biểu cho trạng thái tinh thần và ý tưởng của một người, mà ba chữ này đã đạt đến tam cảnh, ý tồn. Có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái tâm cảnh của người viết chữ lại. Có cảm giác như không hợp với nơi này, muốn rời xa huyên náo. Diệp Tiền nói. Trương Huyền gật đầu những lời mà đối phương nói ra bản thân hắn cũng cảm nhận được vọng hương cư ba chữ này không riêng gì ý tứ khiến cho người ta có một loại cảm giác rời xa cố thổ muốn về nhà mà tự ý cảnh của chữ cũng có thể cảm thụ ra được hắn rất có nghiên cứu đối với thư họa coi như không cần thư viện chỉ bằng vào mắt thường thì cũng có thể nhìn ra được nhớ nhà có lẽ nơi này chính là địa cung mà ngô dương tử đại tông xưa ở lại a ánh mắt lạc thất thất sáng lên Hắn là hắn đã bị người ta bắt đi, nhớ Hồng Viễn Đế quốc cho nên mới để lại chữ viết, chỉ là mãi cho đến trước khi chết cũng không kịp trở về. Nói như vậy cũng có khả năng a. À. Đám người Hình Viễn khẽ gật đầu. Một địa cung được gọi là Vọng Hương Cư, bản thân đã rất quái dị, nếu như là bị người ta bắt đến nơi đây thì cũng có thể nói thông được. Rất có khả năng mấy chữ này là do vị Ngô Dương tử kia để lại, dùng để diễn tả tâm tình nhớ nhà của mình. Ta cảm thấy không đúng những chữ này không chỉ có ý nhớ nhà mà còn ẩn chứa khí tức sát phạt khiến cho người ta có một loại cảm giác kim qua thiết mã diệp tiền cau mày ngô tông sư một đời thiện lương sẽ không có loại này ý tứ cuồng bạo giết chóc này a à. ngô dương tử là luyện khí đại tông sư một đời làm bạn với vũ khí mặc dù thứ hắn rèn chính là vũ khí giết người thế nhưng bản thân hắn lại không có thích giết người nhưng ba chữ trước mắt này một luồng sát lục chi ý đập vào mặt khiến cho người ta không thể không hoài nghi cho được. Ha ha, ta lại cảm thấy có sát lục chi khí mới là do hắn để lại." Hình Viễn cười cười nói, "Đường Đường là luyện khí sư Lục Tinh, một đời đại tông sư mà lại bị người ta bắt đi, nhốt ở nơi không thấy mặt trời như thế này. Nếu như không có sát tâm, thật sự là kỳ quái." "Đúng thế." Diệp Tiền sững sờ. "Cũng đúng, như thế người có thân phận địa vị mà bị tới chỗ này." đi cũng đi không được, đổi lại là ai nhất định cũng sẽ không cam tâm, sinh ra sát lục chi ý cũng là chuyện đương nhiên a. À. Ngô Dương tử tiền bối là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, thực lực sớm đã đạt tới thánh cấp, nhân vật như vậy, tâm không cam lòng, thế nhưng cũng không thể rời khỏi. Mọi người cẩn thận, ta sợ nơi này không có đơn giản như vậy. Vẻ mặt Lạc Thất Thất có chút ngưng trọng. Ừm. Chương 1172, hai tấm bia đá hai mọi người đồng thời gật đầu, tinh thần đều có chút khẩn trương. Có thể nhốt thánh giả ở trong cung điện dưới lòng đất, ra cũng không ra được. Như vậy làm sao có thể đơn giản được chứ? Mặc dù đã qua 3.000 năm, thế nhưng thủ đoạn mà loại người này để lại cũng chưa hẳn là thứ mà đám tiểu gia hỏa chỉ có tu vi kiều thiên cảnh, hợp linh cảnh như bọn hắn có thể chống lại. Đi thôi, nhìn bia đá một vòng, cũng không có phát hiện ra vật hữu dụng khác, mọi người đi thẳng về phía trước đi ở sau lưng mọi người trương huyền lần nữa nhìn thoáng qua kiểu chữ trên tấm bia đá hắn nhíu mày ngay sau đó ngón tay nhẹ nhàng dạch ở phía trên một cái dường như cảm giác được cái gì đo mà hai hàng lông mày nhíu một cái lúc này mọi người đã đi ngang qua bia đá đi tới trên cầu cầu không dài dòng nước phía dưới chảy rất nhanh phát ra thanh âm sao động khiến cho tinh thần người ta nhẹ nhàng khoan khoái ngô trấn đặt thiên cơ tán ở phía trước để thăm dò đường lại khẽ gật đầu với mọi người rồi đi trước, mà mọi người ở sau lưng thì theo sát lưng hắn. đằng sau cây cầu là một cái đại sảnh rộng lớn, bên trong vẫn có một tấm bia đá cực lớn như cũ. hình viễn cầm dạ minh châu trong tay đi tới trước mặt, dưới ánh sáng màu vàng nhạt thì thấy phía trên có ghi ba chữ to, phòng yêu cư. cái này nhìn thấy chữ phía trên, mọi người nháy mắt. mặc kệ địa cung hay là cái gì, một chỗ không khả năng có hai cái tên a mới vừa rồi là vọng hương cư hiện tại lại là vọng yêu cư rốt cuộc cái nào là tên chỗ này chứ ba chữ này ôn hòa công chính khiến cho người ta có một loại cảm giác thản nhiên vong yêu vui mà vong yêu nói rõ nơi này có vật hắn muốn cho nên mới có thể yên vui diệp tiền nhìn một hồi về phía trước sau đó mới đưa ra phân tích nếu ta đoán không sai thì đây cũng là nơi những người giam giữ ngô dương tử đại tông sư để lại Người nói không sai bọn hắn nhốt ngô tông sư là vì muốn đại sư luyện chế bảo vật cho bọn hắn, cho nên đương nhiên sẽ vui mà vong yêu. Hình viễn gật đầu, lạc thất thất, Ngọc Nhi công chúa trần chờ một chút rồi cũng đồng thời gật đầu. Như vậy vừa vặn có thể giải thích thông được. Chỉ là bọn họ có chút không rõ, vì cái gì mà trong cùng một địa cung, bên này cầu để lại một cái tên, bên kia cầu để lại một cái tên cơ chứ. Đi qua bia đá, mọi người đi tới đại điện, căn phòng này chỉ rộng có mấy trăm mét vuông, mình mông đến cực điểm, không có cái gì khác. Ta đi xem một chút. Ngô Trấn dọc theo chung quanh bức tường gõ một hồi. Sau khi đi được một vòng, hắn lập tức lắc đầu. Nơi này, không có cơ quan. Chẳng lẽ lại là trận pháp ẩn giấu hay sao? Phi Nhi công chúa cầm trận bàn trong tay, cũng chậm rãi dạo qua một vòng, vẻ mặt rất là khó coi. Ta thấy cũng không có trận pháp. Không biết tại sao địa cung này lại rộng như vậy chứ? Mọi người lần nữa cau mày. Bên ngoài bố trí một cái đại trận che giấu lợi hại như vậy lại sửa chữa tạo thành cầu thang dài mấy trăm mét, càng làm cho không khí trong cung điện thông suốt mà lại chỉ là nơi tu luyện minh mông như hơn dã, chỉ có đại điện mấy trăm mét vuông thôi sao? Nếu quả thực là như thế, như vậy cũng quá chơi người a. À. Nhưng nếu không phải như thế thì chung quanh ngoại trừ bức tường ra, trận pháp cơ quan, cái gì cũng không có, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? nếu như chỉ là một đại điện minh mông, như vậy chúng ta không có cách nào xác định được có phải nơi mà Ngô Dương Tử đã từng ở hay không. Cũng tương đương với việc nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lạc thất thất cao mày. Đối với ánh mắt của Ngô Trấn và Phi Nhi công chúa, nàng rất là tin tưởng. Hai người đã nói nơi này không có những vật này, hẳn là không có. Nhưng, cái gì cũng không có, giống tuếch, cũng không có cách nào xác định được Ngô Dương Tử đã từng ở đây hay không, như vậy lúc trở về nên ăn nói như thế nào đây kỳ quái hơn chính là đã mênh mông như vậy cái gì cũng không có vì sao trong ba ngàn năm nay lại có vũ khí lưu lạc ở bên ngoài hơn nữa còn dùng thủ pháp độc môn của Ngô Dương Tử Tông sư để luyện chế ra cơ chứ đúng vậy a à, chúng ta khổ cực chạy tới như vậy vốn còn tưởng rằng có thể có được cái gì không nghĩ tới chỉ là một đại điện chống trải hình Viễn cũng lắc đầu hắn còn nghĩ khi tiến vào địa cung chỉ ít cũng có thể tìm được dấu vết gì đó. Kết quả ngoại trừ hai tấm bia đá, một cái cầu nhỏ ra thì cái gì cũng không có, chẳng lẽ lần này đã tới không rồi sao? Lão sư, ngươi, có phải người đã nhìn ra cái gì đó rồi hay không? Ngay khi mọi người đang buồn bực thì đã nghe thanh âm của lạc thất thất vang lên. Cả đám đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Trương Huyền lại đến trước tấm bia đá thứ hai rồi đưa tay sờ qua. Trên tấm bia đá này viết là vong yêu cư, Hẳn là những người vây khốn ngô dương tử để lại À, nếu như ta đoán không sai Hai tấm bia đá này có chút cổ quái Trương Huyền xoay đầu lại rồi nói Cổ quái Mọi người đi tới trước mặt hắn Ừm, một cái vọng yêu cư Một cái vọng hương cư Nếu như ta đoán không sai Hẳn là hai con đường Bia đá để lại chữ viết là để cho kẻ đến sau lựa chọn Trương Huyền nói ra suy đoán của mình Nói như vậy Quả thực cũng có khả năng. Mọi người sững sờ, toàn bộ địa cung, thứ bắt mắt nhất chính là hai tấm bia đá này, có lẽ phía dưới thứ này ẩn giấu đi một loại cơ quan nào đó. Ta đến xem." Nghe thấy lời giải thích của hắn, Ngô Trấn Trần chờ một chút rồi đi tới trước mặt. Hắn cũng xuất ra một viên dạ minh châu rồi quan sát kỹ. Sau khi quan sát trước sau trái phải của tấm bia đá này một lần, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hình như cái này quả thực có cơ quan có cơ quan, có cơ quan thì sẽ có thông đạo, xem ra đây căn bản không phải là địa cung, địa cung chân chính còn chưa có xuất hiện. Tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động, đi tới trước mặt tấm bia đá này. Chương 1173, không phá giải được một. Đã có cơ quan ở trên tấm bia đá, như vậy đã nói rõ, nơi này căn bản không phải là địa cung chân chính. Có khả năng địa cung còn giấu ở một chỗ, chỉ là còn chưa có bị phát hiện ra mà thôi vẫn là nhãn lực của lão sư tốt hơn. Hai mắt Lạc Thất thất tỏa sáng, đồng thời nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn ngập vẻ bội phục. Không hổ là lão sư mà nàng tốn vô số tâm huyết mời, quả nhiên nhãn lực không giống bình thường, liếc mắt đã nhìn ra bia đá có vấn đề. Nếu không, nhất định bọn hắn còn phải tốn sức tìm kiếm khắp nơi, không biết lại phải hao phí bao nhiêu thời gian nữa. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngọc Phi Nhi ở bên cạnh thấy hảo hữu sùng bái đối phương như thế, cặp môi đỏ nhếch lên, hừ một tiếng. Mặc dù biết vị trương sư này có thực lực rất mạnh, nhãn lực cũng cực phẩm. Thế nhưng chẳng biết tại sao nàng lại cảm thấy không phục, muốn nói lên một câu. Vận khí tốt, có dám đánh cực hay không? Trương Huyền nhìn qua. Ngươi, thiếu chút đã bị nước bọt làm nghẹn, Ngọc Phi Nhi cắn răng, vội vàng quay đầu lại. Ta thử một chút, để xem có thể mở ra hay không. Biết mâu thuẫn giữa hai người không dễ nói chen vào lần trước chính là bởi vì xen vào việc của người khác cho nên đã chịu một trận đánh ngô trấn không quan tâm tới mọi thứ mà vội vàng đi tới trước mặt bia đá cắt ngang đoạn đối thoại của hai người hai mắt nhắm nghiền bàn tay nhẹ nhàng chạm dọc theo tấm bia đá nếu là cơ quan thì khẳng định sẽ có nơi giao tiếp từ quan sát kỹ hoa văn nhờ vào thân phận thiên công sư và khống chế đối với cơ quan hẳn là có thể tìm được nhược điểm của bia đá mọi người im lặng thiên công sư phá giải cơ quan cần tâm thần hợp nhất để tìm kiếm hoa văn, chỉ cần tìm được thì dù cơ quan có lợi hại hơn nữa cũng có thể tiện tay phá vỡ, không cần tốn nhiều sức. Hình viễn nói, cơ quan mà thiên công sư thiết kế, mặc dù rất lợi hại, thế nhưng cũng có phương pháp mở ra. Đó chính là tiết điểm lực lượng, một khi tìm ra được, cho dù đồ có kín kẽ tới mấy cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Ừm, chúng nhân đều biết những điểm này, vì vậy mới đồng thời khẽ gật đầu, yên tĩnh lại, trong nháy mắt toàn bộ địa cung im ắng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khống chế hô hấp và nhịp tim, chân khí của Ngô Trấn nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể, khiến cho cảm xúc trở nên càng thêm linh mẫn, rất nhanh đã sờ soạn một lần trên tấm bia đá. Hắn suy tư một lát, hai mắt mở ra. Được rồi, ta đã tìm được tiết điểm, một lát nữa là có thể mở ra địa cung chân chính. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt Ngô Trấn hiện lên vẻ tự tin tràn ngập thực lực của hắn không bằng đám người hình viễn lạc thất thất phi nhi công chúa thế nhưng ở trên cơ quan hắn vẫn có tự tin rất lớn hiện tại chính là thời điểm để hắn đại triển thần uy hít sâu một hơi thiên cơ tán trong tay bỗng nhiên lắc một cái xoạt tán nhọn lập tức xuất hiện một gai sắc nhọn giống như là ngân châm để lộ ra hàn mang gai nhọn dài chừng hơn một thước ở dưới ánh sáng ôn nhuận của dạ Minh Châu khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết thứ này sắc bén dị thường. Đây là thiên cơ thứ của thiên cơ tán, chuyên môn dùng để phá giải đủ loại cơ quan, chế tạo ra thứ này cần 5 vị luyện khí sư ngũ tinh, ngày đêm không ngừng, tốn trọn vẹn 10 ngày thì mới có thể hoàn thành. Lạc thất thất giải thích. 5 vị luyện khí sư ngũ tinh, 10 ngày. Trương huyền líu lưỡi. Chỉ vì một thứ mảnh khảnh, nhỏ như cọng tóc này mà cần phải hao phí công phu lớn như thế sao chỉ là suy nghĩ một chút hắn cũng hiểu được tinh tế như thế lại sắc bén như vậy muốn chế tạo lên nhất định sẽ rất là phức tạp vũ khí càng tinh tế thì lại càng khó luyện chế ừm cũng chỉ vì hắn là danh sư cho nên mới có thể mời nhiều luyện khí sư như vậy đổi lại là người bình thường muốn người khác lao tâm lao lực hỗ trợ như thế là chuyện không thể nào lạc thất thất nói tiếp Trương Huyền gật đầu. Danh sư là chức nghiệp đệ nhất thiên hạ, tự nhiên cũng có ưu thế của nó. Danh sư Ngô Tinh lại là thiên tài, nếu lúc này kết giao trăm lợi thì không có một hại. Muốn năm vị luyện khí sư phí 10 ngày, hỗ trợ luyện chế ra một kiện binh khí không khó, đổi lại là những nghề nghiệp khác thì nhất định sẽ không làm được. Ông. Trong khi đang khi nói chuyện, khí tức toàn thân Ngô Trấn bỗng nhiên tụ tập lại, hai mắt trợn tròn, cổ tay run lên thiên cơ tán trực tiếp đâm về một phương hướng trên bia đá đinh thiên cơ thứ tiếp xúc với bia đá giống như đánh chúng lên trên một cái khe nhỏ bé dùng mắt thường không thể nhìn thấy chi chi chít chít bia đá phát ra thanh âm nặng nề giống như là ma bàn nguy rồi mau lui lại nghe thấy thanh âm này vẻ mặt tự tin của ngô trấn đột nhiên biến đổi giống to một tiếng tiếng giống còn chưa có kết thúc thì đã nghe thấy thanh âm như mưa to từ bên trong bia đá phát ra Cảnh vật trước mắt mọi người hoa lên, chỉ thấy ký vô số thật chiếc châm rất nhỏ bắn qua. Những châm nhỏ này, mặc dù là cơ quan bắn ra, thế nhưng tốc độ cực nhanh, một khi bị đánh chúng, mặc dù không trí tử thì cũng khổ không thể tả. Xoạt, biết nguy hiểm, bàn tay nhấn lên cơ quan một cái, thiên cơ tán trong tay ngô chấn tức thì mở ra. Vải dù của thiên cơ tán do tài liệu đặc thù luyện chế mà thành, có thể so với lá chắn, đừng nói là những châm nhỏ này coi như một chút vũ khí sắc bén cũng đừng hòng phá vỡ. Nếu không có uy lực như thế thì thứ này cũng không có khả năng để được các thiên công sư yêu ái như thế, lại hao hết gia sản cũng phải rèn đúc một thanh. Ninh Ninh đang đang, vải dù cứng cỏi chặn lại không ít ngân châm, chỉ có điều, vẫn có không ít ngân châm phóng về hướng mọi người như cũ. Lui về phía sau, tiến về phía trước một bước, cổ tay hình viễn khẽ đảo, một cái lá chắn chặn ở trước mặt mọi người biết rõ nơi này có thể sẽ có cơ quan cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị, lá chắn này cao chừng hơn 2 mét, rộng hơn 2 mét, hoàn toàn có thể che chắn cho tất cả mọi người ở phía sau. Siêu siêu, một hồi thanh âm mưa rơi vang vọng, những châm nhỏ như lông châu ngừng lại, không ít ngân châm cắm trên mặt đất, cắm vào trên khiên. Nguy hiểm thật, nhìn thấy mật độ châm nhỏ dày đặc như vậy, trên đầu mọi người tràn ngập mồ hôi lạnh. Nếu như hình viễn không chuẩn bị thứ này, cho dù thực lực của bọn hắn không yếu thì chỉ sợ lần này cũng sẽ biến thành tổ ong vò vẽ, bị đâm tới mức sống không bằng chết. Người muốn mở ra địa cung, hay là muốn giết người vậy? Lao lao mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn về phía ngô trấn cách đó không xa, hình viễn không nhịn được hét lớn một tiếng. Để ngươi phá giải cơ quan, cũng không phải bảo ngươi giết người, vừa rồi chỉ cần phản ứng hơi chậm thì có lẽ bọn họ sẽ mất mạng ở đây. chương 1174, không phá giải được hai thậm chí, coi như hắn có phản ứng nhanh thì vẫn có bốn, năm cái châm nhỏ đâm vào trên người, vì vậy hắn mới nén không được lửa giận thiêu đốt. Vừa rồi vẻ mặt rất là tự tin, kết quả lại như thế này, người không thể tìm đúng chỗ rồi đâm hay sao? Ta, khóe miệng giật giật một cái, tự biết mình đuối lý, ngô chấn cũng không giải thích. Mỗi một cơ quan vì đề phòng người khác phá giải cho nên đều sẽ thiết kế mấy tiết điểm hư hư thực thực. Vừa rồi ta tìm nhầm, yên tâm đi, lần này nhất định có thể tìm đúng thu hồi thiên cơ tán lại một lần nữa nhắm mắt lại sờ so soạng một hồi trên tấm bia đá xác định một tiết điểm vẻ mặt lại trở nên tự tin lần này hẳn là đúng sẽ không có sai lầm ngươi xác định chứ hình viễn mang theo vẻ mặt không tin từ đằng sau lá chắn thỏ đầu ra xác định nếu như ta lại tính sai ta sẽ cắt bỏ đầu mình ngô trấn cắn răng cũng không do dự thiên cơ thứ lần nữa đâm về đằng trước đã thất bại một lần, lần này hắn muốn dùng thực lực để chứng minh bản thân mình. Âm âm, kẹt kẹt, thiên cơ thứ đâm vào trên bia đá, một trận thanh âm MA sát lần nữa vang vọng, còn chưa kịp la lên thì lại có vô số châm nhỏ như lông châu bay ra. Sắc mặt tái nhợt, ngô trấn sắp phát khóc. Ta đã tìm đúng rồi, làm sao có thể có lỗi chứ? Người tự tìm cái chết. Hắn không thể tin được, hình viễn ở bên cạnh sắp bùng nổ, một bên từ bên cạnh xé rách châm nhỏ, một mặt gầm thét. người có thể tìm chuẩn một chút được hay không? Trước khi đâm ngươi không thể nói sớm một chút hay sao? Đầu ta còn lộ ở bên ngoài a, à? nếu không phải thời khắc mấu chốt ta dùng chân khí để ngăn cản một phần lực lượng, hiện tại chỉ sợ đã chết rồi. Dù vậy, khuôn mặt giống như con nhím cũng làm cho hắn có chút nổi điên. Ngươi không thể cẩn thận một chút, tìm đúng tiết điểm rồi lại động thủ hay sao? Liên tục hai lần ngươi muốn làm cho tất cả mọi người chôn cùng ngươi hay sao yên tâm yên tâm lần sau nhất định ta sẽ tìm đúng nhổ mấy cây ngân châm trên đầu xuống khóe miệng ngô trấn co giật lần nữa thu hồi thiên cơ tán lại sờ soạng một hòi không biết qua bao lâu mới ngừng lại hắn cắn răng là điểm này nhất định không có vấn đề ngươi xác định chứ lần này hình viễn đã không tin đối phương ta xác định ngô trấn gật đầu vậy thì tốt, bắt đầu đi. Hình viễn vội vàng trốn đến đằng sau lá chắn, toàn thân cũng trốn đi, ngay cả một chút cũng không có lộ ra. Mặc dù tên này nói lời thề son sắt, thế nhưng liên tục hai lần bị châm nhỏ đâm, dù hắn có ngu nữa thì cũng phải có phòng bị. Ừm, vắn răng, ngô chấn lần nữa cầm lấy ra thiên cơ tán rồi đâm tới. Kẹt kẹt, lần này không phải thanh âm ma sát, mà là thanh âm lò so vận chuyển. Ha ha, thành công, lần này không có vấn đề nghe thấy thanh âm này ánh mắt ngô trấn sáng lên vội vàng quay đầu lại cái này còn tạm được thở dài một hơi hình viễn lần nữa thò đầu ra lần này thanh âm khác biệt so với hai lần trước hẳn là đúng rồi soạt mới vừa thò đầu ra thì một trận mưa to lần nữa đánh tới hắn lập tức nhìn thấy trước mắt mình tràn ngập châm nhỏ mẹ nó hình viễn phát khóc đại ca người không giết chết ta người không cam tâm a hát không phải ngươi nói không có vấn đề ư? Không có vấn đề thì những châm nhỏ này là cái quỷ gì vậy? Kỳ thật không chỉ hắn muốn khóc mà Ngô Trấn càng phát điên. Rõ ràng hắn đã nghe được thanh âm của lò xo, so, tại sao lại có châm nhỏ bắn ra cơ chứ? Mặc dù thiên cơ tán đã chặn lại một bộ phận, thế nhưng bởi vì phớt lờ cho nên trên người vẫn bị đâm mấy chục châm như cũ. Toàn thân sưng đỏ, tựa như con nhím. Hình Viễn, không phải ta muốn giết chết ngươi? là cái cơ quan này muốn giết chết chúng ta a à? Ta biết rồi. Không biết qua bao lâu, thật vất vả mới lột sạch châm nhỏ trên người, ngô chấn như nhớ tới cái gì đó mà khóe miệng co giật. Cái này, cái này hình như là cơ quan lục cấp do thiên công sư lục tinh bố trí. Cơ quan lục cấp, mọi người run rẩy một cái. Nếu là cơ quan lục cấp, như vậy vừa rồi ngươi làm gì chứ? Đường đường là thiên công sư ngô tinh, thế mà lại không nhìn ra được điểm ấy là cơ quan lừa bịp lục cấp. Biết ý nghĩ của mọi người, Ngô Trấn nói, lừa bịp cơ quan. Ừm, chính là rõ ràng là cơ quan lục cấp thế nhưng lợi dụng thủ đoạn đặc thù để ngụy trang thành cấp 5, lại dùng thiết điểm giả để làm cho người khác mắc lừa. Hơn nữa thanh âm mỗi một lần cơ quan kích hoạt đều khác biệt, dùng để mê hoặc người mở ra, khiến cho người ta ăn thiệt thòi. Loại cơ quan này ta chỉ thấy qua một lần ở bên trên thư tịch, nghe nói đã sớm thất truyền, không nghĩ tới ở nơi này lại có vẻ mặt ngô chấn trắng bệch cơ quan lừa bịp bên trong bẫy dập mang theo bẫy dập coi như trận pháp sư lục tinh chân chính tới đây chỉ sợ cũng sẽ mắc lừa huống chi là hắn thiên công sư am hiểu chế tác đủ loại cơ quan thuộc về chức nghiệp đặc thù có truyền thừa mỗi một cấp bậc cũng có tranh lệch cực lớn hắn chỉ là ngũ tinh sơ kỳ đối phương dùng cơ quan lục cấp hơn nữa còn là lừa bịp lưu thất truyền hắn không nhìn ra đúng là bình thường May mắn mà hắn đê dã nhận ra hạn chế của loại ngụy trang này, trong tấm bia đá không có cách nào chứa đựng đồ vật có uy lực lớn hơn, nếu không, chỉ bằng vào ba lần này cũng đã khiến cho mọi người chết gần hết rồi. chương 1175, người cẩn thận một. Nói như vậy, người không phá giải được. Thấy vẻ mặt hắn mất tinh thần, lạc thất thất không nhịn được nói. Nếu như ta nói, có thể phá giải, các ngươi sẽ để cho ta tiếp tục hay sao? Ngô Trấn nhìn qua, Mọi người đồng loạt lắc đầu, hình viễn cắn răng, người còn dám đi phá giải, có tin hiện tại ta sẽ giết chết người hay không? Nói đùa sao, mặc dù rất muốn mở ra địa cung chân chính, thế nhưng hắn cũng không muốn chết ở chỗ này a hát. Nhất là hắn, bị châm nhỏ châm cho hoàn toàn thay đổi, thân thể đã có chút sưng đỏ, đối phương chỉ phá 3 lần thì đã có bộ dáng này. Nếu tiếp tục nữa, chỉ sợ cơ quan còn không có mở ra thì hắn mất mạng trước rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Biết rõ có cơ quan, thế nhưng lại không mở ra được, bọn họ cũng không thể thủ ở chỗ này trần chờ không tiến A. Để ta đi thử một chút A. Thấy vẻ mặt mọi người yêu sầu, Trương Huyền đi ra ngoài. Vừa rồi chạm phải một tấm bia đá, trong đầu hắn đã tạo thành thư tịch, cũng không phải là hắn mặc kệ ngô chấn, tùy ý để cho mọi người chúng chiêu, mà là thiên công kỹ xảo bác đại tinh thâm. Vừa nhìn thoáng qua hắn đã bị sự dườm già phức tạp trong đó hấp dẫn đợi tới lúc hắn kịp phản ứng, hình viễn bên này đã bị ngân châm đâm kín mặt, khổ không thể tả. Ngươi, thấy hắn đi ra, ngô trấn nhướng mày. Ngươi, cũng có nghiên cứu đối với chức nghiệp thiên công sư hay sao? Tên này tinh thông luyện đan, trận pháp, không phải ngay cả thiên công sư cũng hiểu biết đó chứ. Thiên công nhất đạo, mặc dù không thể nổi danh so với trận pháp, luyện đan. Thế nhưng càng thêm dườm già phức tạp, khó mà học tập. Nhất là đủ loại chi tiết, sai một ly đi nhìn giặc không hề đơn giản một chút nào ở trên nghề nghiệp này hắn được cho là siêu cấp thiên tài vạn người không có được một thời gian học tập lâu như vậy cũng chỉ là ngũ tinh mà thôi bản thân không phá giải được tên này lại xuất đầu chẳng lẽ đối phương còn mạnh hơn hắn không có khả năng a hát biết một chút trương huyền mỉm cười một chút ngô trấn lắc đầu nếu như chỉ là biết một chút nhất định sẽ không phá giải được vừa rồi tình huống ta phá giải ngươi cũng đã nhìn qua rồi đó chỉ cần hơi có chút sai sót sẽ có thể kích động cơ quan bắn ra châm nhỏ mấy lần trước đó châm nhỏ không có độc coi như bị bắn chúng thì cũng có thể khôi phục thương thế không ảnh hưởng tới toàn cục thế nhưng nếu như trên kim phía sau có độc sợ rằng sẽ khó mà may mắn thoát khỏi được rồi ngươi đừng thử a à. nếu như không có nắm chắc hoàn toàn thì ta sợ chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này ai cũng không có chắc chắn hoàn toàn không phải ngươi cũng giống như vậy sao thấy hắn ngăn cản trương huyền khẽ lắc đầu không phải ngươi cũng không có nắm chắc mà liên tục thử ba lần ư còn nói không ảnh hưởng tới toàn cục ngươi hỏi hình viễn một chút xem nhất định hắn sẽ không cho là như vậy nếu như ngươi dám nói như vậy với hắn ngươi có tin hắn sẽ đánh chết ngươi hay không hừ ta há có thể giống ngươi chứ ta xuất thân từ thiên công thế gia ba tuổi đã có thể làm ra lò so tiến lên cơ tự động 17 tuổi đã là thiên công sư tứ tinh. Sau khi đi vào Hồng Viễn học viện càng là một vị thiên công sư lục tinh duy nhất trong toàn bộ đế quốc, đã học tập rất nhiều kỹ xảo và tri thức. Hất ống tay áo lên, cái đầu của ngô chấn trách lên, tràn ngập tự tin. Mặc dù vừa rồi ta thí nghiệm 3 lần cũng không có thành công. Thế nhưng không có nghĩa là ta không có nắm chắc, coi như đây là cơ quan lừa bịp lục tinh, chỉ cần để cho ta thử thêm vài lần. Không cần bao lâu ta cũng có thể thành công phá giải như vậy đi người đã muốn thử mà ta cũng không có quyền ngăn cản ta hỏi chỉ ngươi hai vấn đề rất trụ cột nếu như ngươi có thể trả lời như vậy đã nói rõ ngươi quả thực có hiểu biết về thiên công sư mà không phải làm loạn mô trấn nhìn qua rồi nói ồ trương huyền dừng lại ồ một tiếng thiên công sư nổi danh nhất trong hồng viễn đế quốc vạn năm qua là ai mô trấn nói cái này trương huyền vò đầu thư tịch liên quan tới nghề nghiệp thiên công sư hắn hầu như chưa có xem qua, làm sao biết được người nổi danh nhất trong hồng viễn đế quốc là ai cơ chứ? Đừng nói là hắn, coi như hoàng đế bệ hạ của hồng viễn đế quốc gọi là gì, viện trưởng danh sư học viện tên là gì hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả điều này cũng không biết. Thấy vẻ mặt hắn xấu hổ, ngô trấn nhướng mày. Nói như vậy, nhất định người càng không biết cơ quan lừa bịp lưu là do ai lưu truyền xuống đúng không? Không biết, Trương Huyền lắc đầu, ta chỉ muốn phá giải bia đá mà thôi, có quan hệ gì tới việc biết những cơ quan này hay không chứ? Đương nhiên là có liên quan. Nghe thấy hắn nói ra lời này, trong mắt Ngô Trấn tràn ngập vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là yêu cầu cơ sở nhất đối với một thiên công sư, ngay cả điều này cũng không biết đã nói rõ người một chữ cũng không biết về nghề nghiệp này. Như vậy xoa người có thể tìm tiết điểm, phá giải cơ quan như thế nào chứ? Ta không phủ nhận người ở trên luyện đan trận pháp có kiến giải đặc biệt thế nhưng cơ quan nhất đạo lại không giống như hai loại kia không phải cảm giác của bản thân tốt là có thể phá giải như vậy đi trước tiên ta sẽ kể cho ngươi nghe trước về lai lịch và trình độ phức tạp của thiên công sư cùng một chút nguyên lý của cơ quan ngươi suy nghĩ thêm một chút thì sẽ hiểu không cần phải tiếp tục thấy tên này càng nói càng nhiều nghe tới mức lỗ tai cũng xuất hiện kén trương huyền lười tiếp tục để ý tới hắn mà bước hai bước đi tới trước mặt tấm bia đá cổ tay khẽ đảo, băng vũ kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Người muốn làm gì, đây là cơ quan, không phải là những vật khác, dùng kiếm chỉ có thể phát động ra càng nhiều công kích hơn mà thôi. Trong lúc đang thao thao bất tuyệt thì đã thấy tên này xuất ra một thanh trường kiếm, mô trấn không thiếu chút đã tức giận tới mức ngất đi. Người đang diễn hài sao? Cơ quan kỹ xảo, tiêm nhỏ như tóc, phải dùng thiên cơ thứ mới tìm được vị trí cụ thể, không dám có chút sai lệch nào, người trực tiếp cầm ra một thanh kiếm. Thật hay giả vậy. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1175.